Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi Lâm Động đi tới Dương Thành để đi tới Viễn Cổ Bí Tàng, tìm kiếm sinh tử chuyển luân đan cho Tiểu Điêu, thì ở nơi này, Lâm Động đã đụng độ đại sư huynh của Vương Triều Thành Quan, tên là Tấn Mục, thực lực bán bộ nhíp bàn, nhưng xui cho hắn là gặp phải nhân vật chính, nên hắn không có đường nào mà thắng nổi Lâm Động, buộc phải vắt chân lên cổ chạy mất dép. Xong xuôi, Lâm Động cũng lấy mấy món đấu kỹ của mình ra đấu giá, cuối cùng hắn cũng đã đủ niết bàn đan để luyện hóa huyết minh khôi. Lúc này, Tiểu Điêu hừ lạnh một tiếng, móng vuốt vung lên, túi càn khôn từ trong tay áo Lâm Động bay ra. Sau đó ngàn vạn viên niết bàn đan dưới ánh mắt đau lòng của Lâm Động bay ra nghịch trời, hiển nhiên là hắn muốn sử dụng đại trận rồi. Từng viên niết bàn đan tròn tròn lơ lửng chi chít dày đặc trong thạch thất rộng rãi, số lượng niết bàn đan khổng lồ như vậy xuất hiện khiến cho nguyên khí trong thạch thất sôi trào lên, thậm chí ngay cả không khí dường như cũng trở nên nóng rực. Lâm Động hít sâu một hơi không khí ẩn chứa niết bàn khí nồng đậm, trên mặt tràn đầy vẻ say mê. Nếu như hắn có thể đem 3 vạn niết bàn đan này đều luyện hóa hấp thụ, thì nói không chừng sẽ rất nhanh chóng đạt đến cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều đáng tiếc là niết bàn đan trong tay hắn cũng không nhiều, cũng không thể tùy ý tiêu xài, cho nên thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, mà hiển nhiên, huyết linh khôi chính là lưỡi đao tốt nhất. Niết bàn hóa linh trận, Tiểu Điêu lơ lửng trong thạch thất, móng vuốt liên tiếp vũ động, thậm chí còn phát ra từng đạo tàn ảnh, mà theo móng vuốt nó vũ động, từng đạo ánh sáng màu tím đen cũng từ trong chảo tràn ra, sau đó nhanh chóng giao thoa, trong mơ hồ, phía trên thạch thất hợp thành một trận pháp hỗn tạp và khó hiểu. Theo trận pháp ngưng tụ, ánh mắt của Tiểu Điêu cũng dần ngưng trọng, móng vuốt vung lên, vô số niết bàn đan lập tức tràn ra, cuối cùng hóa thành một đạo niết bàn khí đỏ rực cùng dung hợp với trận pháp, số lượng niết bàn đan như vậy rót vào, gần như chỉ trong khoảnh khắc liền khiến đại trận bốc lên ngọn lửa đỏ. Đương nhiên đây cũng không phải ngọn lửa chân chính, mà là do niết bàn khí nồng đậm ngưng tụ thành, ngọn lửa niết bàn hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ bên trong gian thạch thất phảng phất như cũng tăng lên, mặc dù thân thể Lâm Động vô cùng cường hãn, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy một chút nóng rực, mà huyết linh khôi ở phía dưới đại trận hiển nhiên cũng nhận ra một loại ba động bất an, lập tức toàn thân tràn ngập sát khí, ra sức giãy giụa, đem màn ánh sáng do thạch phù và trọng ngục phong tạo thành chấn động đến run rẩy. Lâm Động, ta sẽ ra tay tinh lọc sát khí của huyết linh khôi, trong khoảng thời gian này, việc áp chế huyết linh khôi sẽ giao cho ngươi, nếu để nó phá vỡ trói buộc, phá hủy đại trận thì sợ rằng chúng ta sẽ không làm gì được nó. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiểu Điêu hơi trầm xuống, quát khẽ, Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, hắn biết rõ việc này quan trọng, lúc trước bọn hắn đã hao phí biết bao nhiêu sức lực mới có thể đem huyết linh khôi này phong ấn, nếu như bây giờ lại để nó rời khỏi phong ấn, e rằng cho dù là Lâm Động và Tiểu Điêu lại lần nữa liên thủ, cũng khó có thể tiếp tục phong ấn. Bây giờ lực lượng huyết linh khôi so với lúc trước hiển nhiên đã tăng trưởng không ít, nếu nó cố ý muốn bỏ chạy thì cho dù là cường giả nhất bản cảnh cũng không thể ngăn cản được, mà tình huống như vậy hiển nhiên Lâm Động không muốn nhìn thấy. Huyết linh khôi này là một trong những át chủ bài rất trọng yếu trong tay hắn, vì để gom đủ niết bàn đan mà hắn đã hao tổn hết tâm tư, hiện nay mắt thấy sắp thành công làm sao có thể để xảy ra sai lầm gì được. Bởi vậy, Lâm Động lập tức gia tăng thêm nguyên lực vào bên trong thạch phù và trọng ngục phong, không chút bảo lưu, nhất thời thạch phù và trọng ngục phong đều chấn động, một loại năng lượng cường đại phủ xuống, giống như một cái lồng gắt gao áp chế huyết linh khôi đang gào thét. Mà trong lúc Lâm Động đang áp chế huyết linh khôi, móng vuốt của Tiểu Điêu đột nhiên vung lên, lập tức khiến cho đại trận kịch liệt run rẩy, một đạo quang trụ hỏa hồng do niết bàn khí tạo thành liền từ trong trận pháp chiếu xuống, giống như nham thạch nóng chảy đổ xuống huyết linh khôi, sau đó bao phủ lấy nó. Suy suy, lúc niết bàn khí nồng đậm xâm thực thân thể huyết linh khôi, trên thân thể nó lập tức phát ra tiếng xèo xèo, sát khí càng tràn ra điên cuồng, dưới sự tẩy rửa của niết bàn khí, sát khí nhanh chóng phai nhạt dần, bằng tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy, chỉ có điều khi mỗi cỗ sát khí bị niết bàn khí hòa tan thì lại càng có thêm nhiều sát khí từ bên trong cơ thể huyết linh khôi, liên tục không ngừng tràn ra, hơn nữa, dấu hiệu giãy giụa của huyết linh khôi cũng càng lúc càng kịch liệt, đôi huyết đồng tử tràn ngập hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, trong cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú, mà dưới sự giãy giụa điên cuồng như vậy của huyết linh khôi, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được trọng ngục phong và thạch phù run rẩy nhẹ nhẹ, dù sao đi nữa thì huyết linh khôi cũng là tồn tại có thể chống lại cường giả nhất bản cảnh, mặc dù hắn có thạch phù và trọng ngục phong, nhưng càng trấn áp lại càng khó khăn hơn. Lâm Động, huyết linh khôi này sát khí rất nặng, nếu như muốn tinh lọc sát khí thì phải tối thiểu mất mấy ngày, ta phải điều khiển trận pháp, không dành phân tâm, trấn áp huyết linh khôi chỉ có thể dựa vào ngươi, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không còn đường mà hối hận đâu. Tiểu Điêu quát khẽ, Lâm Động gật đầu, dây thần kinh kéo căng như dây đàn, huyết linh khôi này nếu như thoát ra, việc đầu tiên nó muốn làm khẳng định là giết hắn, đến lúc đó thì quả thật có chút phiền toái rồi. Tiểu Điêu sau khi nhắc nhở một tiếng liền không nói gì thêm, thân hình khẽ động, sau đó liền xông vào trong trận, ngay lập tức biến mất trong niết bàn khí nồng đậm, mà khi nó xông vào thì trận pháp cũng nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhanh hơn, quang trụ hỏa hồng chiếu xuống càng lúc càng nồng đậm, giống như ngọn lửa đem toàn bộ huyết linh khôi bao phủ, tiếng gào thét tràn ngập hung bạo trong thạch thất vang lên điên cuồng, khiến cho cả tòa thạch thất đều chấn động, nếu như không phải Tiểu Điêu đã sớm bố trí trận pháp này thì e rằng thạch thất đã bị hung sát khí phá tan, lúc đấy toàn bộ Dương Thành đều sẽ cảm nhận được loại ba động này. Uỳnh uỳnh, càng lúc càng có nhiều niết bàn đan dũng mãnh tiến vào đại trận, đồng thời cũng khiến cho năng lượng hỏa hồng trở nên nóng rực, về sau, ngay cả ánh mắt Lâm Động cũng có chút thay đổi, niết bàn khí này có hiệu quả tẩy tủy phạt cốt, nhưng đôi khi quá nhiều thì linh dược cũng sẽ biến thành độc dược, 3 vạn niết bàn đan này ngưng tụ thành ngọn lửa niết bàn, cho dù là Lâm Động có tiểu niết bàn kim thân mạnh mẽ, nếu nhiễm phải chỉ e cũng sẽ đau đến mức giống lên thảm thiết. Trong thạch thất, tiếng gào thét của huyết linh khôi dần tăng lên, Nó dường như cũng cảm thấy bất an cực độ, bởi vậy càng điên cuồng phản kháng. Màn ánh sáng của thạch phù và trọng ngục phong có thể thấy đã bị nó đánh cho tả tơi và đang xuất hiện nhiều vệt rạn. Lâm Động thấy vậy cũng kinh hãi khiếp sợ, hắn hiểu rằng chỉ cần huyết linh khôi đột phá màn ánh sáng, tất cả mọi việc hắn làm đều sẽ trở thành hư ảo, không thể để thứ này lao ra. Lâm Động cắn răng một cái, tâm thần khẽ động, thôn vệ tổ phù từ trong nê hoàn cung bay vọt ra, sau đó ở bên dưới huyết linh khôi hóa thành một cái hắc động chậm rãi lan ra. Lúc hắc động xuất hiện, lực thôn vệ tràn ngập ra, mà sát khí bên trong cơ thể huyết linh khôi cũng bị hắc động thôn vệ, cứ như vậy liền khiến áp lực bớt đi một chút. Chẳng qua nếu làm như vậy thì lại càng khiến Lâm Động đầu đầy mồ hôi, phân tâm điều khiển ba hướng, cho dù hắn có tinh thần lực cường đại thì cũng có chút không chịu đựng nổi. Chỉ có điều may mắn rằng hắn tâm tính kiên định, cắn răng một cái lại tiếp tục áp chế huyết linh khôi. Tinh lọc sát khí của huyết linh khôi hiển nhiên không phải là việc một sớm một chiều, dù sao thì huyết linh khôi này cũng ngưng tụ một thân sát khí, cũng không biết bao nhiêu năm rồi. Mặc dù hiện nay có lực lượng pháp trận và số lượng lớn niết bàn đan, nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Cứ như vậy, tinh lọc kéo dài vẻn vẹn 4 ngày. Trong 4 ngày này, tinh thần của Lâm Động luôn ở trong trạng thái căng thẳng, không hề có một chút thời khắc thư giãn nào, trong đôi mắt răng đầy tơ máu, bởi vì khẩn trương mà thậm chí ngay cả mỏi mệt cũng bị áp chế tại sâu trong mắt. Ào ào, niết bàn khí màu hỏa hồng giống như là nham thạch nóng không ngừng từ trong trận chiếu xuống, cuối cùng dưới ánh mắt đỏ hồng của Lâm Động chiếu xuống trên thân thể huyết linh khôi. Trải qua 4 ngày tinh lọc, sát khí vô cùng thô bạo trên thân thể huyết linh khôi đã nhạt vô cùng, thân thể vốn màu đỏ tươi đã biến thành hỏa hồng sắc, nhưng hiển nhiên đã không còn loại thô bạo giống như trước nữa. Nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt dày đặc tơ máu của Lâm Động cũng dâng lên một tia vui mừng. 4 ngày cực khổ này ngược lại cũng không phí công, bất kể như thế nào cũng phải kiên trì cho đến cuối cùng. Suy suy, mà lúc Lâm Động hơi thả lỏng, huyết linh khôi ở bên trong màn ánh sáng bộc phát ra một làn xương trắng, một đạo sát khí hung bạo cuối cùng cũng bị niết bàn khí hoàn toàn tẩy rửa sạch, đã bị tinh lọc hoàn toàn. Lúc tia sát khí cuối cùng này tiêu tán, trên thân thể huyết linh khôi tràn ngập ngọn lửa cháy rực, trên trán vốn tồn tại một đạo ấn ký thì lúc này cũng đã biến mất hoàn toàn. Lâm Động sử dụng tinh huyết, ngưng tụ lạc ấn tinh huyết, tiếng quát của Tiểu Điêu lúc này cũng vang lên kịch liệt. Nghe thấy tiếng quát của Tiểu Điêu, tinh thần Lâm Động rung mạnh lên, thời khắc chờ đợi 4 ngày qua chính là lúc này. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi một cái, một đạo tinh huyết cũng phun ra, sau đó dưới sự khống chế của hắn, chuẩn xác bắn lên trên trán huyết linh khôi. Xèo xèo, tinh huyết rơi lên trán huyết linh khôi liền bộc phát ra một đạo sương mù, những tinh huyết không ngừng hướng về phía trán huyết linh khôi mà xâm thực. Mà đối mặt với loại xâm thực này, huyết linh khôi vốn vô cùng thô bạo lại không có chút phản kháng nào, tùy ý để những tinh huyết kia xâm nhập vào trong đầu, sau đó trên trán liền hình thành một đạo lạc ấn mới. Ong, lúc lạc ấn thành hình, trong đầu Lâm Động lập tức bộc phát ra một tiếng ong lớn, một loại cảm giác khống chế tự nhiên sinh ra, lúc này trên khuôn mặt tràn ngập mệt mỏi của hắn cũng dâng lên một tia vui mừng. Hắn biết rõ từ nay về sau, huyết linh khôi sẽ chân chính thuộc quyền sử dụng của Lâm Động hắn, hắn rốt cuộc cũng không còn lo lắng bị phản phệ nữa. Như vậy thì những ngày hắn rong ruổi chiến trường viễn cổ sẽ có được trợ lực rất lớn. Khi nhìn thấy Lâm Động từ trong thạch thất đi ra, ba người Mạc Lăng phía bên ngoài hiển nhiên thở phào một hơi, bất chi bất giác bọn hắn đã xem Lâm Động trở thành trung tâm của tiểu đoàn này, giống như chỉ khi có sự tồn tại của hắn thì đoàn đội mới có thể ngưng tụ lực lượng vậy. Mấy ngày nay tình huống thế nào? Sau khi thành công thu phục huyết linh khôi thì Lâm Động cũng có chút vui vẻ thoải mái, mệt mỏi cũng giảm bớt không ít. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, ôm cổ Tiểu Viêm vừa xông lại, sau đó hướng về phía ba người cười nói: "Chúng ta ở nơi vắng vẻ này đã hơn 4 ngày, cũng không hề ra ngoài cho nên trái lại cũng không có tình huống gì ngoài ý muốn." Mạc Lăng cười cười nói: "Chỉ có điều Dương Thành thì ngược lại càng ngày càng náo nhiệt, gần nhất là mỗi ngày đều có các đội ngũ từ các vương triều khắp nơi hội tụ, có lẽ là vì để chuẩn bị cho đợt vào núi ngày mai." Lâm Động khẽ gật đầu, yêu thú bên trong sơn mạch Lôi Nham đông đảo, chỉ dựa vào đội ngũ của một vương triều thì hiển nhiên không có khả năng đến được Lôi Nham Cốc, cho nên phần đông cường giả tại Dương Thành vẫn phải liên thủ thì mới có thể đến được Lôi Nham Cốc. Về phần sau khi đến Lôi Nham Cốc, phải tranh đoạt bảo vật như thế nào thì còn phải bản lĩnh của bản thân. 2 ngày nay Ma Thiết có đến một lần, chỉ có điều thấy ngươi đang bế quan thì liền rời đi, còn về phần Vương triều Thánh Quang thì ngược lại rất yên tĩnh, Tấn Mục dường như cũng rất kiêng kỵ ngươi, không dám làm chuyện sằng bậy." Mạc Lăng cười, sau đó nhìn về phía Lâm Động nói: "Chúng ta tiếp theo phải làm gì? Chờ đến ngày mai cùng cường giả Dương Thành tập trung một chỗ, sơn mạch Lôi Nham không thiếu yêu thú mạnh mẽ cường đại, chúng ta vẫn phải mượn lực lượng của những người khác, bằng không thì muốn thuận lợi đến Lôi Nham Cốc cũng không phải dễ dàng." Lâm Động trầm ngâm nói, mà đối với lời của Lâm Động, hiển nhiên cũng không có ai phản đối, ba người lập tức gật đầu. Đối với lượng lớn bảo vật trong Lôi Nham Cốc, bọn hắn cũng có chút mong chờ. Hôm sau, lúc ánh bình minh chiếu rọi lên tòa thành thị khổng lồ, trong thành thị lập tức phát ra tiếng ồn ào kinh người, trên bầu trời từng đợt xé gió, vô số thân ảnh giống như châu chấu lướt đi, ánh mắt của những người này đều không ngoại lệ hiện lên vẻ nóng rực, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, bảo tàng trong Lôi Nham Cốc đã khiến trong lòng bọn hắn ngứa ngáy đến cực điểm, mà đoàn người Lâm Động cũng sớm chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, sửa sang qua loa xong thì đều bay ra khỏi Dương Thành, mà lúc bọn hắn từ trên tường thành đáp xuống, ngoài thành đã có vô số người đông như kiến. Thấy trận thế như vậy cũng khiến cho 4 người Lâm Động có chút rung động, có thể đến chiến trường viễn cổ này thì mỗi người ít nhiều cũng có vài phần bản lĩnh, tại vương triều của mình, bọn hắn có thể xem là thiên tài, mà khi nhiều thiên tài như vậy tập trung một chỗ, thì quả thật có chút hùng tráng đồ sộ. Ha ha, Lâm Động huynh, ngươi đã xuất quan rồi. Ngay lúc 4 người Lâm Động vì một màn trước mặt này mà kinh ngạc, thì một tiếng cười đột nhiên từ phía sau vang lên. Lâm Động quay đầu lại chỉ thấy một từng trận âm thanh xé gió, một đám thân ảnh liền xuất hiện trên tường thành rộng rãi. Đám người này số lượng không nhỏ, chỉ e là có gần 100 người, trận hình không tệ, hơn nữa còn khiến người khác kinh dị đó là dẫn đầu ngoại trừ Ma Thiết còn có khoảng chừng 3 người cảnh giới bán bộ niết bàn, Mà khi cùng so sánh với bọn họ thì đội hình của Lâm Động, bên này quả thực có chút khó coi, không chỉ nhân số ít mà thậm chí ngay cả cường giả bán bộ niết bàn cũng không có. Cho nên, lúc đám người kia đáp xuống, ánh mắt của một số người nhìn về phía bọn hắn, trong mơ hồ có mang theo chút vẻ khinh thường. Bọn hắn đều là vương triều trung cấp, mà đội hình của Lâm Động, vừa nhìn thì đã biết là tiểu vương triều không có danh tiếng gì rồi. Lâm Động đưa ánh mắt hời hợt lướt qua, nhìn thấy những ánh mắt khinh thường này thì lông mày của hắn thoáng nhíu lại một chút. Ma Thiết, đây chính là những bằng hữu mà ngươi nói có thể đối kháng với Tấn Mục sao? Bên cạnh Ma Thiết là một nữ tử cao gầy mặc áo đỏ, dung mạo của nữ tử có chút tú lệ, chỉ có điều trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn vẫn có một tia ngạo khí. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Động, trên mặt mặc dù không có vẻ khinh thường giống như những người khác, thế nhưng vẻ hoài nghi trong mắt thì lại tương đối nồng đậm. Đối với nữ tử này, Lâm Động cũng cảm thấy kinh ngạc, trái lại cũng không phải vì dung mạo của đối phương, mà bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi hắn bước vào chiến trường viễn cổ nhìn thấy nữ tử cảnh giới bán bộ niết bàn, tạo hóa cảnh đại thành, loại thực lực này muốn hành tẩu tại trong sơn mạch lôi nham thì dường như có chút khó khăn. Một nam tử khuôn mặt bình thường, nhưng trong mắt lại toát ra một khí thế sắc bén cũng bình tĩnh nói: "Ha ha, Lâm Động huynh không chỉ có thể cùng đối kháng với Tấn Mục, hơn nữa ngày đó còn ép cho hắn hết sức chật vật, nhìn người cũng không thể chỉ nhìn vẻ bên ngoài được." Đối với khẩu khí tràn đầy hoài nghi của hai người, Ma Thiết lại mỉm cười áy náy với Lâm Động, sau đó nói: "Hy vọng vậy." Nghe vậy, hai người đám nữ tử áo đỏ cũng từ chối cho ý kiến, mặc dù có nghe thấy chuyện của Lâm Động, nhưng ngày đó bọn họ lại không có tại hiện trường. Tuy rằng đối với việc Lâm Động có thể đối kháng với Tấn Mục thì vẫn cảm thấy có chút kinh dị, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ vậy, dù sao thì bất kể thế nào đi nữa, trong mắt bọn hắn, đẳng cấp của Lâm Động cũng chỉ là tạo hóa cảnh đại thành mà thôi, có lẽ cho dù có thể cùng giao thủ với bán bộ niết bàn thì cũng chỉ là miễn cưỡng. "Lâm Động huynh, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Đường Tuyên của Vương Triều Đại Đường." Ma Thiết chỉ vào vị nữ tử xinh đẹp mặc áo đỏ, sau đó lại chỉ vào nam tử vẻ mặt bình thường nói: "Vị này chính là Lưu Huyền của Vương Triều Huyền Vân, hai vị này đều là cường giả bán bộ niết bàn, lần này tiến vào sơn mạch lôi nham, chúng ta kết bạn đồng hành cũng có thể thêm một phần bảo đảm." "Ha ha, mặt khác bọn họ là người tương đối thẳng thắn, cũng không có ý tứ xem thường Lâm Động huynh, có chỗ đắc tội mong rằng thông cảm." Ma Thiết này mặc dù vóc người tráng kiện, thế nhưng lại là người có tâm tư lại tinh tế cẩn mật. Lâm Động cũng không quan tâm những lời thắc mắc của hai người này, lập tức cười xòa để bầu không khí bớt căng thẳng. Lâm Động khẽ gật đầu, chắp tay với hai người kia, mà hai người Đường Tuyên thấy vậy cũng bình thản đáp lễ, mặc dù trong lòng của bọn họ vẫn có chút hoài nghi đối với thực lực của Lâm Động, nhưng dù sao cũng không phải là người không biết nói đạo lý. Nhìn thấy thái độ chất phác của Lâm Động, bọn họ hiển nhiên cũng không muốn làm khó dễ. Trong mắt bọn họ, cho dù Lâm Động không có thực lực, nhưng có thể khiến Ma Thiết nể mặt đã khiến bọn họ cảm thấy không đơn giản rồi. "Ta thấy ngươi đã chuẩn bị thành viên đầy đủ, ắt hẳn chuẩn bị tiến vào sơn mạch lôi nham rồi." Nhìn thấy hai bên chào hỏi nhau, Ma Thiết ngẩng đầu thoáng nhìn qua biển người chi chít ở ngoài thành, chậm rãi nói. Lâm Động lại gật đầu lần nữa, ánh mắt quét nhìn xung quanh, sau đó liền phát hiện xung quanh bọn họ có không ít nhóm nhỏ, có lẽ là vương triều ở khắp nơi lôi kéo lẫn nhau, tạm thời hình thành loại quan hệ minh hữu, giống như tình huống bọn hắn bây giờ vậy. "Hắc hắc, Ma Thiết, đã lâu như vậy mà xem ra nhân số của ngươi cũng không khá hơn chút nào, ngay cả những kẻ này cũng lôi kéo." Ngay lúc ánh mắt Lâm Động quét lên tường thành, đột nhiên, một tiếng cười lạnh quen tai vang lên, nghe thấy thanh âm này, hai mắt Lâm Động liền hơi nhíu lại, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy một đại đội nhân mã đang kéo đến chỗ bọn hắn, mà dẫn đầu chính là Tấn Mục, người lúc trước từng có ân oán với hắn. Ánh mắt Lâm Động đảo qua nhân mã nhóm người của Tấn Mục, bên cạnh hắn không chỉ có Hải Sa đã nhìn thấy lần trước, thậm chí còn có ba cường giả đã bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn, thoạt nhìn đã có 5 vị cường giả bán bộ niết bàn. So với Ma Thiết bên này hiển nhiên không chỉ mạnh hơn một bậc. Nghe thấy âm thanh của Tấn Mục, sắc mặt Ma Thiết cùng với hai người Đường Tuyên hơi trầm xuống, giữa bọn họ và Tấn Mục cũng không được xem là quá mức hữu hảo, huống chi trong lời của đối phương còn không hề che giấu sự cười nhạo nữa. Chỉ có điều mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng e ngại đội hình mạnh mẽ bên phía Tấn Mục cho nên ba người Ma Thiết chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. "Tiểu tử đừng tưởng rằng tìm được một chỗ dựa thì có thể bình tĩnh thoải mái, đợi sau khi vào sơn mạch lôi nham có lẽ bọn chúng cũng khó bảo đảm ngươi có thể sống sót đi ra được." Tấn Mục cười cười, sau đó ánh mắt âm lãnh liền quét về phía Lâm Động, trong mắt tràn ra vẻ oán độc nồng đậm. "Không cần nhọc lòng lo lắng." Thanh âm của Lâm Động vô cùng bình thản, ngược lại cũng không bởi vì phía bên kia có 5 tên cường giả bán bộ niết bàn mà cảm thấy kiêng kỵ, bày ra bộ dạng không mặn không nhạt nói, khiến cho Tấn Mục tức giận đến mức ánh mắt có chút âm trầm. "Tiểu tử, ngươi cứ đắc ý đi, đợi sau khi tiến vào sơn mạch lôi nham, ngươi sẽ phải hối hận." Tấn Mục âm trầm nhìn Lâm Động, sau đó nhìn về phía Ma Thiết, nói: "Ân oán giữa ta và người này các ngươi đều biết, nếu như thức thời thì đến lúc đó không nên nhúng tay, nếu không đừng trách ta trở mặt." "Hừ, Tấn Mục, ngươi đừng có quá phận." Sắc mặt Ma Thiết có chút khó coi, Tấn Mục tại trước mặt nhiều người như vậy ngang nhiên uy hiếp, quả thật là không nể mặt hắn, tự giải quyết cho tốt, vì một người không liên quan mà khiến mình mất mạng cũng không phải là suy tính tốt. "Ha ha." Tấn Mục cũng không để ý đến sự tức giận của Ma Thiết, cười to một tiếng, sau đó mang theo đám đông nhân mã sau lưng lướt xuống tường thành. Ba người Ma Thiết, Đường Tuyên, Lưu Huyền nhìn bóng lưng đám người Tấn Mục mà sắc mặt khó coi, bọn họ cũng không nghĩ rằng Tấn Mục lại có thể liên kết với nhiều vương triều như vậy. "Ba vị, ta và Tấn Mục này thù hận rất sâu, xem ra một mình ta hành tẩu là được rồi." Hai mắt Lâm Động nheo lại, thu hồi ánh mắt rồi đột nhiên nhìn về phía Ma Thiết nói: "Lâm Động huynh nói gì vậy? Nếu như tìm ngươi làm đồng bọn thì chúng ta hiển nhiên sẽ không sợ gì cả, hơn nữa chúng ta và Tấn Mục cũng có không ít ân oán, cho dù ngươi rời đi thì lúc bọn chúng có cơ hội vẫn sẽ động thủ, còn không bằng đồng hành với nhau, cũng sẽ chiếu cố nhau tốt hơn." Thế nhưng, đối với lời nói của Lâm Động thì Ma Thiết lại không chút do dự trầm giọng nói: "Ngươi mặc dù chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, nhưng liên kết cùng một chỗ thì lại có nhiều hơn một phần lực lượng, đi cùng với chúng ta, cho dù tại sơn mạch lôi nham gặp bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ có chút kiêng kỵ." Đường Tuyên cũng nhàn nhạt mở miệng nói: Chỉ có điều mặc dù nữ tử này có lòng tốt, nhưng lời nói lại có chút chướng tai. Nghe thấy lời này, mọi người làm sao không cảm thấy nàng cho rằng Lâm Động muốn bọn họ bảo vệ cơ chứ? Chỉ có điều chướng tai thì chướng tai, nhưng Lâm Động đối với loại hồi đáp này ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì hai bên cũng chỉ có thể coi là mới quen biết, nhưng bọn họ dù sao cũng có thể dưới điều kiện đầu tiên là đắc tội với Tấn Mục để duy trì quan hệ với hắn, chỉ điểm này cũng đủ khiến Thu lại bớt một chút cảnh giác đối với bọn họ rồi. Được rồi, Lâm Động huynh, đại nam nhân cũng không nên từ chối, thời gian cũng không còn nhiều nữa, chúng ta hãy xuất phát thôi, trước hết tới Lôi Nham Cốc đã rồi nói sau. Ma Thiết vỗ vai Lâm Động, sau đó cũng không nói nhiều, thân hình khẽ động, lập tức dẫn đầu lướt xuống tường thành, sau đó lao về phía sơn mạch vô cùng khổng lồ phía xa. Tại sau lưng, đám người Đường Tuyên cũng theo sát sau. Lâm Động thấy vậy cũng chỉ có thể vung tay lên, sau đó vẫy tay với ba người Mạc Lăng, rồi cũng đi theo. Tấn Mục có thể tìm được 4 cường giả bán bộ niết bàn, có thể thấy năng lực của hắn cũng không nhỏ. Chỉ có điều nếu như tên này muốn lén dở trò thì Lâm Động cũng không ngại đem bọn chúng lưu lại tại trong sơn mạch Lôi Nham này. Sơn mạch Lôi Nham cực kỳ rộng lớn, trong đó có một ngọn núi hiểm trở cao giống như cột chống trời, chọc thủng tầng mây, bên trong mơ hồ có từng đạo tiếng gầm rú trầm thấp của yêu thú từ bên trong truyền ra, chấn động cả vùng núi rừng. Tại gần sơn mạch Lôi Nham, có một vài vùng đất nổi danh, yêu thú ở nơi này không chỉ có số lượng đông đảo, mà hơn nữa ở sâu bên trong còn có yêu thú niết bàn cảnh tồn tại, điều này càng khiến cho nơi này trở thành cấm địa trong mắt nhiều người. Nếu là lúc bình thường thì tuyệt đối sẽ không có ai dám xâm nhập vào trong cấm địa, chỉ là tình huống hôm nay cũng không phải bình thường. Lúc đám người giống như châu chấu đầy dãy chân núi xông vào bên trong sơn mạch khổng lồ bị sương mù bao phủ lập tức trở nên huyên náo hẳn lên. Đương nhiên, loại xâm nhập ngang nhiên này chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản kháng của những yêu thú ở bên trong. Vì vậy, lúc những đám người giống như châu chấu xông vào sơn mạch, không bao lâu thì từng đạo tiếng kêu gào thảm thiết lập tức vang truyền khắp bên trong sơn mạch. Yêu thú tại chiến trường viễn cổ vốn hung ác, mà hôm nay tất cả mọi người lại lần nữa lại thể nghiệm hung tính của bọn chúng. Mặc dù đối mặt với số lượng người như vậy, tuy nhiên vẫn có không ít yêu thú hung hãn không sợ chết xông đến, mang đến phiền toái không nhỏ đối với một số người. Đoàn người Lâm Động cũng không đi quá gần phía trước, ngược lại lẫn bên trong đại đội nhân mã. Đi qua một đoạn đường này, mặc dù cũng gặp phải công kích của một số yêu thú, tuy nhiên cũng chỉ xem như là cá lọt lưới, không thể tạo thành trở ngại quá lớn đối với bọn họ. Những xúc sinh này thật đúng là khó đối phó. Một quyền của Ma Thiết đem một yêu thú từ trong bụi cây xông ra đánh chết, nhưng dư lực của nó vẫn không giảm lao tới, nhanh vuốt xé rách quần áo rồi mới ngã xuống đất tuyệt khí. Thấy vậy, Ma Thiết không nhịn được mà nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua xung quanh, khắp nơi đều truyền đến âm thanh chém giết, một cỗ khí tức huyết tinh nhàn nhạt lan truyền bên trong sơn mạch. Thấy vậy, ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, hắn hiểu rằng bây giờ bọn hắn chỉ mới ở bên ngoài sơn mạch Lôi Nham mà thôi, nếu như vào sâu hơn thì sẽ gặp phải sự chống cự càng quyết liệt hơn. Sơn mạch Lôi Nham này quả nhiên không phải là những thế lực bình thường có thể xông vào được, đây đều chỉ là những phiền phức nhỏ, buổi tối mới là tấn công chính thức, đến lúc đó, những người này chỉ ít sẽ bớt đi 1/3. Nữ tử áo đỏ gọi là Đường Tuyên kia đưa mắt nhìn, sau đó thanh âm của nàng có chút trầm trọng, có lẽ cũng rõ ràng sự đáng sợ của nơi này. Nghe thấy lời nói của nàng, không ít người trong lòng đều chấn động, đối với việc bóng tối khắc chế bọn họ, mà yêu thú thì lại càng thêm hung hãn thì mọi người đều rõ ràng. Lúc bình thường thì có thể dựa vào tường thành để chống lại sự xâm thực của bóng tối, nhưng bây giờ xâm nhập vào trong sơn mạch, là nơi nhiều yêu thú qua lại, không có thành thị ngăn cản, thì bọn họ chỉ có thể cùng những yêu thú hung ác này giáp chiến. Việc này cũng tương đối tàn khốc, sắc mặt của Ma Thiết cũng ngưng trọng, gật đầu nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía đám người Lâm Động. Đường Tuyên nói, đợi trời tối, chúng ta liền hạ trại bố trí phòng vệ, tất cả mọi người tập trung cùng nhau để chống lại yêu thú. Đối với lời của Ma Thiết, cũng không có người nào phản đối, yêu thú vào ban đêm cực kỳ đáng sợ, không chỉ càng hung ác mà lại càng hung hãn không sợ chết, mà bọn hắn trái lại phải chịu sự áp chế nguyên lực, sức chiến đấu suy yếu vô cùng. Lâm Động thu hồi ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, số lượng nhân mã tại Dương Thành mặc dù không ít, nhưng cũng không phải liên kết chặt chẽ thành một khối, trái lại tạo thành những nhóm nhỏ, mà loại nhóm nhỏ này của bọn họ tại trong phần lớn đám người chỉ có thể xem là hợp tác. Lâm Động huynh, buổi tối nên cẩn thận hơn, yêu thú mặc dù khó giải quyết, nhưng chỉ e lại có người âm thầm giở trò. Ma Thiết đột nhiên đến bên cạnh Lâm Động, thấp giọng nói. Nghe thấy vậy, Lâm Động hơi ngẩn ra, chợt gật đầu nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, không biết là vô tình hay cố ý mà đội ngũ của Tấn Mục cũng không cách bọn hắn quá xa, hơn nữa còn thỉnh thoảng phóng những ánh mắt lạnh lẽo qua bên này khiến bọn hắn hiểu rõ, với tính tình của Tấn Mục thì chắc chắn sẽ không yên ổn với bọn chúng rồi. Mà lúc lời nói của Ma Thiết vừa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến từng đạo âm thanh xé gió. Sau đó Lâm Động liền nhìn thấy rất nhiều thân ảnh xẹt qua giữa không trung, mà động thái như vậy tự nhiên dẫn đến một vài ánh mắt bất mãn, chỉ có điều, khi những ánh mắt bất mãn này nhìn thấy huy chương trên quần áo của những người kia, thì đều không tự chủ mà thu hồi ánh mắt. Đội hình thật mạnh, trong đó chỉ e không dưới 10 cường giả bán bộ niết bàn, đây không biết là vương triều nào, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Vẻ mặt Lâm Động cũng có chút kinh ngạc nhìn lên không trung nói, đó là đội ngũ của Vương Triều Đại Nguyên. Ma Thiết có chút sợ hãi nhìn những bóng người này, sau đó nói, Vương Triều Đại Nguyên này cũng được xem là một trong hai cỗ thể lực cường đại nhất tại Dương Thành, bọn họ cũng từng ở trong hàng ngũ vương triều cao cấp, chỉ có điều sau này bởi vì một vài biến cố nên suy yếu, thế nhưng nội tình của bọn họ thì những vương triều trung cấp bình thường như chúng ta vẫn không thể so sánh. Nghe vậy, Lâm Động lúc này mới có chút giật mình, không thể trách thanh thế lại lớn như vậy, Vương Triều Đại Nguyên này không ngờ lại từng là vương triều cao cấp. Lúc vừa rồi đám người bay qua, hắn đã thoáng do thám biết được tại vị trí dẫn đầu có một đạo khí tức đặc biệt cường đại, đạo khí tức này mặc dù không phải là cường giả niết bàn cảnh chân chính, thế nhưng so với bán bộ niết bàn của đám người Ma Thiết thì lại không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thế lực lớn nhất khác tại Dương Thành hẳn là Vương Triều Lăng Vân, vương triều này mặc dù chỉ là vương triều trung cấp, nhưng những năm gần đây lại phát triển cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa chủ yếu là người dẫn đầu của Vương Triều Lăng Vân, bọn hắn lần này là một kẻ biến thái, nghe nói hắn đã sớm có đủ tư cách trùng kích niết bàn cảnh, chỉ có điều phải gom đủ nhiều niết bàn đan rồi mới trùng kích được. Lâm Động yên lặng gật đầu, Dương Thành này quả nhiên là ngọa hổ tàng long, lúc trước người dẫn đầu Vương Triều Đại Nguyên có lẽ cũng thuộc loại cấp độ này, bọn hắn đều có tư cách trùng kích niết bàn cảnh, chỉ có điều lại bị ép lại mà thôi. Hai thế lực lớn này hẳn sẽ là người tranh đoạt được viễn cổ bí thực lần này, đương nhiên, ngoại trừ một số tình huống và điều kiện tiên quyết, có lẽ chúng ta vẫn có thể uống được một ít nước canh. Ma Thiết thở dài, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, nơi này chính là thế giới mà cường giả vi tôn. Lâm Động cười cười, cũng không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía những thân ảnh đang bay phía trước, trong mắt có chút nóng bỏng tràn ra. Viễn cổ bí thực này đối với hắn cũng là tình thế bắt buộc. Theo đám đông đội ngũ tiến vào, sơn mạch lôi nham khổng lồ chưa từng được yên tĩnh, mà dưới sự quấy nhiễu không ngừng của yêu thú, tốc độ của mọi người đều chậm lại một chút. Cùng lúc đó, sắc trời dưới ánh mắt khẩn trương của rất nhiều người cũng dần tối hơn. Lúc vầng thái dương đỏ hồng sắp hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời, hầu như tất cả mọi người đều dừng bước, sau đó từng vòng tròn nhanh chóng tách ra, với tốc độ nhanh nhất xây dựng nơi trú quân. Bọn hắn đều rõ ràng, đây chính là khảo nghiệm đầu tiên trước khi tiến vào Lôi Nham Cốc, nếu như tối nay liền gây khó dễ thì cũng đừng nghĩ gì đến chuyện đoạt bảo nữa. Mưa to như chút nước, bao phủ cả bầu trời. Rất nhanh, từng doanh địa liền mọc lên khắp bên trong sơn mạch, đống lửa đỏ rực cũng đốt lên, đem phạm vị trăm dặm chiếu sáng vô cùng rõ ràng. Đám người Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng trong doanh địa, tất cả mọi người đều để sẵn đao kiếm sắc bén bên người, người ở đây tuy nhiều, nhưng đều bị loại không khí khẩn trương này áp bách đến mức không dám nói lời nào. Nếu như là trong thành thị thì bọn họ cũng không e ngại yêu triều trùng kích, nhưng hiện nay ở đây, bọn họ lại không thể trông cậy vào địa thế gì. Lâm Động yên tĩnh ngồi xếp bằng, ánh mắt đồng dạng cũng có chút ngưng trọng, nơi này là sơn mạch Lôi Nham, yêu thú bên trong vượt xa so với nơi tụ tập lúc trước, chỉ một chút sơ sẩy liền có thể bị phá doanh trướng, trở thành thức ăn trong miệng yêu thú. Ba người Mạc Lăng xuống lại bên cạnh Lâm Động, trong đôi mắt hổ của Tiểu Viêm cũng lóe lên vẻ cảnh giác, nhìn khắp bốn phía, đợi lát nữa yêu triều công kích, các ngươi cố gắng kiên trì một chút, ta sẽ cho người tận lực giúp các ngươi chia sẻ một phần. Lúc biểu tình đám người Lâm Động lộ vẻ ngưng trọng, Đường Tuyên đột nhiên nghiêng đầu nói, đa tạ. Lâm Động cũng giật mình, chợt cười nói, nữ nhân này mặc dù vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có điều tấm lòng cũng không tệ. Đường Tuyên gật nhẹ đầu, trực tiếp quay đầu đi. Thấy vậy, Lâm Động cũng không thèm để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm đống lửa bốc cháy, đột nhiên phun ra một đoàn bạch khí. Hắn cảm nhận được nguyên lực vận chuyển bên trong cơ thể dần trở nên chậm chạp, hai mắt híp lại, áp bách của bóng đêm rốt cuộc cũng tới rồi. Cảm nhận được loại áp bách này, thân hình Lâm Động hơi khẽ chấn động, một loại lực lượng thôn phệ lẳng lặng tràn ra bên ngoài da hắn, trong mơ hồ ngưng tụ thành một lớp áo đen nhạt, mà sau khi hình thành lớp áo đen nhạt này, lực áp bách tràn ngập khắp thiên địa lập tức tiêu tán không còn. Khóe miệng Lâm Động lúc này cũng hiện lên một nụ cười. Đây là do hắn thúc giục thôn phệ tổ phù hình thành một lớp áo, có lớp áo này hộ thể, thì hắn mới có thể chân chính không để ý đến sự áp chế của chiến trường viễn cổ. Mà nói cách khác, lúc người khác không thể xuất toàn lực thì Lâm Động vẫn như cũ có thể bảo trì được chiến lực đỉnh phong. Đây không thể nghi ngờ sẽ là một ưu thế lớn đối với hắn. Lúc Lâm Động ngưng tụ thành lớp áo thôn phệ, đột nhiên đại địa mơ hồ run rẩy, loại run rẩy này mặc dù rất nhỏ, thế nhưng những người có chút bản lĩnh thì sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa trong bóng tối của sơn mạch, ở nơi đó có vô số đạo ánh sáng màu đỏ chớp động, yêu triều đến rồi. Cảm nhận được luồng khí hung bạo tràn khắp thiên địa, tất cả ánh mắt của mọi người đều trở nên ngưng trọng. Ầm ầm ầm, bóng tối bao trùm cả sơn mạch, mà đại địa lúc này lại phát ra từng trận run rẩy, loại khí tức hung bạo này cùng với một khí thế cực kỳ bá đạo từ xung quanh sơn mạch lan tràn ra, cuối cùng bao phủ hoàn toàn những đội ngũ này. Mặc dù có không ít các phương nhân mã từ Dương Thành đi ra, nhưng nếu thả vào bên trong sơn mạch Lôi Nham rộng lớn này thì cũng không được tính là cái gì, cho nên lúc mặt đất run rẩy thì không ít ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn những điểm đỏ thẫm phía xa xa dần dần xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Lâm Động gặp phải yêu triều tại bên ngoài, hơn nữa, từ loại khí thế này liền khiến hắn hiểu rằng, yêu triều lần này chắc chắn vượt xa so với lần ở điểm tập trung kia, cho nên, đợi lúc luồng khí hung bạo tràn ngập thiên địa thì cho dù là hắn, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, bàn tay siết chặt, thiên ngạc cốt thương liền thoáng xuất hiện, mà dưới ánh mắt khẩn trương của tất cả mọi người, màu đỏ tươi chằng chịt nhìn không thấy điểm cuối rốt cuộc, cũng xuất hiện trong phạm vi ánh lửa chiếu rọi, nhìn những yêu thú dũng mãnh dữ tợn từ trong bóng tối tiến ra, tâm tư của nhiều người thoáng cái liền trở nên khẩn trương, thú người nhìn nhau, bầu không khí trong thiên địa phảng phất như cũng ngưng lại, mà loại ngưng động này cũng không duy trì quá lâu, thì liền bị từng đạo tiếng gào tràn ngập sự hung lệ đánh tan. Những yêu thú này sớm đã cảm ứng được sự xâm nhập của nhân loại, bọn chúng không phải là dã thú bình thường, ngược lại có vài phần linh trí, cho nên vào lúc ban ngày thì bọn chúng đều ẩn nấp, đợi ban đêm thì xông đến, dưới sự hỗ trợ của ánh trăng chiếu xuống, nanh vuốt của bọn chúng có thể dễ dàng xé nát những nhân loại này. Chỉ thấy đám yêu triều không thấy điểm cuối trong giây lát liền xông lên, mục tiêu của bọn chúng đương nhiên là những doanh địa dựng lên trong sơn mạch, phòng ngự, nhanh. Yêu triều tấn công tới rồi, tiếng thét thê lương mà chói tai cùng với từng đạo tiếng quát bối rối vang lên, tại thời khắc này vang vọng khắp cả sơn mạch. Ngay sau đó, từng đạo nguyên lực ba động cường hãn liên tiếp bộc phát, tất cả mọi người đều biết hậu quả, nếu đối kháng với đám yêu thú đáng sợ này tại bên ngoài, nhưng lúc này bọn họ cũng không còn biện pháp để lựa chọn. Đối mặt với yêu triều khổng lồ, một vài doanh địa phía trước gần như trong khoảnh khắc vừa tiếp xúc liền bị yêu thú giống như thủy triều bao phủ. Nguyên lực ba động ngẫu nhiên bạo phát ra, cũng sẽ nhanh chóng bị từng đạo tiếng kêu gào thảm thiết lấn át. Một màn này lập tức khiến không ít người nhìn thấy mà khiếp sợ. Đối mặt với yêu triều phảng phất như vô cùng vô tận này, cho dù là cường giả bán bộ niết bàn thì toàn thân cũng sẽ run rẩy. Chỉ có điều cũng may là mặc dù yêu triều khổng lồ, nhưng những đội ngũ từ Dương Thành lần này cũng không phải chỉ biết ngồi không, tại doanh địa phía sau lại càng có nhiều những đạo nguyên lực ba động hơn, phảng phất như tạo thành màn ánh sáng khổng lồ hơn ngàn trượng vậy, trực tiếp khiến cho những yêu thú chạm vào ngay lập tức bị chấn bạo. Chỉ có điều khi huyết vũ bạo liệt đầy trời, thì lại càng kích thích hung tính của yêu thú. Sau đó yêu triều phân thành vô số nhánh, liều chết xông về phía những doanh địa phân tán mà vây kín, giết. Đối mặt với sự vây giết của yêu triều, những doanh địa cũng bạo phát ra từng đạo tiếng gầm, kiếm quang đao ảnh sắc bén lập lòe, nguyên lực ba động kinh người tràn ra, đem tất cả những yêu thú thân hình cứng như sắt thép chảm sát. Đây mới thực sự là chém giết, không có tường cao phòng ngự, muốn từ trong yêu triều trùng kích còn sống sót thì nhất định phải dốc toàn lực chống cự. Đường Tuyên, các ngươi phòng thủ phía bắc, Lưu Huyền, các ngươi phía đông, ta phía tây, Lâm Động, yêu thú mặt phía nam giao cho các ngươi, ngàn vạn lần không được để bọn chúng trùng phá doanh địa, bằng không thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vẻ mặt Ma Thiết lúc này trở nên ngưng trọng hẳn, hắn nắm chặt một thanh đại đao màu đen trong tay, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn yêu triều cuồng bạo xông đến, tiếng gào giống không ngừng vang vọng trong không trung doanh địa, mà lúc này không cần hắn hô lên, thì tất cả mọi người trong doanh địa đã bắt đầu hoạt động, đem doanh địa thủ chặt đến mức một giọt nước không lọt, từng đạo nguyên lực hùng hậu phảng phất như một màn hào quang bao phủ lấy doanh địa, thân hình Lâm Động khẽ động liền xuất hiện tại phía nam doanh địa, sắc mặt ba người Mạc Lăng theo sát bên cạnh hắn cũng trở nên ngưng trọng, mặt khác là bởi vì Lâm Động thật sự không có nhân thủ trong tay, cũng may đám người Ma Thiết cũng phái một phần nhân thủ của mình đến đây, bằng không dựa vào bốn người bọn hắn thì quả thật không thể giữ vững được vị trí phía nam này rồi. Đến rồi, lúc bọn Lâm Động đến phía nam doanh địa thì yêu triều cũng đã tràn đến, bộ dạng dữ tợn cùng với mùi vị tanh tưởi mang đến áp lực cực lớn, hung hăng xông phá doanh địa. Dưới ánh mắt sợ hãi của không ít người, yêu triều rốt cuộc cũng đã va vào phía trên doanh địa. Đột nhiên trong lòng tất cả mọi người đều phảng phất thoáng có chút run rẩy, chỉ có điều may rằng lại không sụp đổ giống như trong dự liệu, ngược lại không ít yêu thú bị loại va chạm mãnh liệt này chấn chết. Tấn công, tiếng gầm của Ma Thiết cũng vang vọng lên, tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt việc tấn công, lúc này đều đồng loạt tấn công xối xả. Những yêu thú đến gần doanh địa lập tức bị giết chết, chỉ có điều loại thương vong này phảng phất như đối với yêu triều vô cùng vô tận mà nói thì căn bản không có ý nghĩa. Bởi vậy lúc mọi người còn chưa kịp mừng rỡ thì đã nhìn thấy yêu triều khổng lồ xông phá đến, đây là một hồi giao chiến vô cùng khốc liệt, đập vào trong mắt mọi người là một mảnh đỏ tươi, dường như hô hấp của mọi người cũng dần trở nên nặng nề, mơ hồ có dấu hiệu phát cuồng. Đủ loại vũ khí được thi triển ra, kình khí mạnh mẽ tạo thành, hung hăng oanh kích những yêu thú, mở rộng cái hàm khổng lồ văng đi, khắp núi đồi đều biến thành một mảnh huyết tinh, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại ban đêm ở bên ngoài, muốn đối kháng với yêu triều khổng lồ như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng thoáng nhìn doanh địa phía nam, dưới loại trùng kích liều mạng hung hãn của yêu triều này, một số người rất nhanh đã bị thương, từ một mức độ nào đó mà nói, với số lượng nhân mã của bọn hắn mà muốn chống cự yêu triều thì quả thật là hơi chút khó khăn, người bị thương lui ra phía sau nghỉ ngơi và hồi phục, những người còn lại thì lên trước. Tiếng quát trầm thấp của Lâm Động vang lên bên tai mọi người, mà những người của ba vương triều khác thì lại không nhịn được nhếch miệng lên, chúng ta lui, chẳng lẽ dựa vào bốn người các ngươi ngăn cản sao? Mà đang lúc suy nghĩ này dâng lên trong lòng bọn hắn, thì đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh từ trong doanh địa lướt ra, sau đó xuất hiện tại bên ngoài doanh địa, cốt thương trắng hiếu trong tay nện xuống đất, một loại khí tức cường hãn đột nhiên cuốn ra, thậm chí ngay cả những yêu thú đang xông phá đến cũng bởi vì vậy mà trì trệ, chợt tốc độ càng thêm hung mãnh vọt về phía Lâm Động. Tên này nhìn thấy Lâm Động không ngờ lại lao ra khỏi doanh địa, không ít người đều phát lên tiếng kinh hô, dưới sự xông phá của yêu triều, cho dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng không dám ra ngoài, hành vi này của Lâm Động không phải là tự tìm chết sao? Thế nhưng Lâm Động lại không để ý đến tiếng kinh hô của bọn hắn, vẻ mặt hắn lạnh lẽo nhìn yêu triều, cánh tay rung lên, thiên ngạc cốt thương trong tay mãnh liệt vung ra, để lại vô số đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh lướt qua đều có một đầu yêu thú bị mất mạng. Sau đó Lâm Động chấn động thân thương, một cỗ lực lượng thôn phệ liền phát ra, đem những yêu tinh hạch bên trong cơ thể yêu thú thôn phệ, luyện hóa thành niết bàn khí, sau đó dung nhập vào trong cơ thể. Dưới thế công sắc bén như vậy, yêu thú tại phạm vi hơn 10 trượng xung quanh Lâm Động, gần như bị chảm sát trong chốc lát, mặc dù lại càng có nhiều yêu thú tràn vào hơn, chỉ có điều đối mặt yêu thú phẳng phất như không bao giờ giết hết này thì hai mắt Lâm Động ngược lại càng trở nên sáng ngời, cốt thương trong tay không ngừng bộc phát ra kình phong sắc bén, Lâm Động vừa ra tay lập tức đem thực lực cường hãn triển lộ không thể nghi ngờ. Những người của ba đại vương triều vốn cảm thấy khinh thường, nhưng lúc cảm thấy lực lượng yêu triều suy yếu bớt thì ánh mắt đều dần ngưng trọng lên, ai cũng biết rằng yêu thú vào ban đêm đáng sợ đến mức nào, thế nhưng Lâm Động lại có thể tại trong giữa yêu triều mà vẫn đánh nhau hùng mãnh như cũ, loại bản lãnh này chỉ e một vài cường giả bán bộ niết bàn cũng khó có thể làm được. Nhìn thấy bạo động bên này, lúc đám người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền đang khổ chiến cũng hơi liếc qua, chợt ánh mắt đều co lại, đặc biệt là hai người kia, trong mắt lại càng thêm kinh dị không thể che giấu, cho tới bây giờ bọn hắn mới tin chuyện Lâm Động có thể giao thủ với Tấn Mục trong lời đồn, quả thực không phải là tin đồn nhảm. Lâm Động tại sâu bên trong yêu triều, thương ảnh vũ động, vô số yêu thú ngã xuống dưới chân, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía sau yêu triều, tại những nơi đó hắn có thể cảm nhận được lực lượng ba động cực kỳ cuồng bạo, hắn biết rõ, những thứ này mới là nhân tố quyết định kết quả của đợt phòng thủ này. Yêu triều đột nhiên mở ra từng đạo lối đi, mà đang lúc không ít người đang muốn thả lòng thì sắc mặt liền trở nên khó coi, tất cả yêu thú dữ tợn giống như viễn cổ bạo long chậm rãi bước ra khỏi màn đêm, xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Những yêu thú này đều tràn ngập một loại ba động cực kỳ cường đại, loại ba động này đủ để cùng so sánh với cường giả bán bộ niết bàn. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt của vô số người đều trở nên tái nhợt. Nhìn những đầu yêu thú cùng với bước chân khiến mặt đất rung chuyển xuất hiện trong tầm mắt, sắc mặt rất nhiều người đều trở nên tái nhợt, từ cỗ khí tức cuồng bạo tràn lan dũng mãnh từ trên thân thể những yêu thú này, cũng đủ khiến cho bọn hắn hiểu rõ sự hung hãn của bọn chúng. Những yêu thú này, mỗi con đều có thể so sánh với cường giả bán bộ niết bàn, giờ khắc này, cho dù là với tâm tính của Lâm Động thì đồng tử cũng hung hăng co rút lại, bởi vì chiến tuyến quá dài cho nên, hắn căn bản không biết rõ đến tột cùng có bao nhiêu yêu thú bán bộ niết bàn, nhưng ít nhất thì, những con xuất hiện trong tầm mắt của hắn, cũng đủ để nghiền nát doanh địa của bọn hắn rồi. Đến lúc này, hắn mới rõ ràng tại sao yêu triều tại chiến trường viễn cổ lại là một loại tai họa. Dưới sự xông phá điên cuồng này, cho dù là cường giả nhất bản cảnh chính thức thì cũng chỉ có thể tạm thời lánh qua một bên mà thôi. Tiếng cảnh báo bén nhọn chói tai vang lên, truyền khắp cả sơn mạch, khiến cho trái tim của tất cả mọi người đều dường như bị hung hăng bóp chặt. Ầm, theo tiếng cảnh báo truyền ra, những đầu yêu thú bán bộ niết bàn cường hãn cũng phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, sau đó tốc độ đột nhiên nhanh hơn, phân tán ra, sau đó nguyên cả một đám liền xông phá về phía những doanh địa lớn nhỏ. Lâm Động nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể thấy đối với những yêu thú vọt về phía bọn hắn, khoảng chừng 4 đầu yêu thú bán bộ niết bàn, bọn này linh trí không kém, xem ra cũng đã nhận thấy doanh địa bên này có 4 đối thủ khó giải quyết. Đường Tuyên, Lưu Huyền, Lâm Động, 4 người chúng ta xuất thủ, mỗi người ngăn một đầu yêu thú, không được để cho bọn chúng xông phá doanh địa. Nhìn thấy 4 đầu yêu thú bán bộ niết bàn này xông đến, Ma Thiết đột nhiên hét lớn, lúc này nếu như doanh địa bị công phá thì tất sẽ lập tức bị yêu thú bao phủ, mà ở tại chỗ bọn hắn có đủ năng lực để đối kháng với loại yêu thú này, cũng chỉ có vẻn vẹn 4 người bọn hắn mà thôi. Chỉ có điều, lúc tiếng quát của Ma Thiết vừa dứt thì 4 đầu yêu thú bán bộ niết bàn cũng đã chạy tới, rồi phân tán ra, sau đó hướng về phía 4 người Ma Thiết mà lao đến. Súc sinh, lão tử hôm nay muốn xem các ngươi có thể hung ác đến mức nào. Ma Thiết cũng bị ánh mắt đỏ rực kích thích đến mức hô hấp trở nên nặng nề, đại đao màu đen trong tay chấn động, đao mang rét lạnh liền tuôn tràn, sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình bắn đi, đao mang trong tay giống như từng mảnh màn ánh sáng bao phủ lấy đầu yêu thú kia. Mà lúc Ma Thiết ra tay, hai người Đường Tuyên cũng lao ra, nguyên lực toàn thân tuôn tràn ra đến cực hạn, sau đó đủ loại vũ khí cường đại thi triển ra, đem yêu thú bán bộ niết bàn gắt gao chặn lại. Nhìn thấy 3 con đại yêu thú bị chặn lại, mọi người trong doanh địa đều thở phào một hơi, sau đó ánh mắt của bọn hắn lại trở nên khẩn trương, đột nhiên chuyển về phía nam, chỗ đó có một đầu yêu thú dữ tợn tràn ngập khí tức hung sát, hung hăng xông đến. Đối với thực lực 3 người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền thì mọi người ở đây đều rất rõ ràng, mặc dù bây giờ là đêm tối, nguyên lực bị áp chế, nhưng việc bọn hắn ngăn chặn yêu thú bán bộ niết bàn có lẽ không có vấn đề gì, cho nên bây giờ khiến mọi người lo lắng nhất là tại phía nam, bởi vì người trấn thủ tại nơi này chính là Lâm Động. Mặc dù vừa rồi Lâm Động đã thể hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng dù sao thì yêu thú trước mặt cũng có thể so sánh với cường giả bán bộ niết bàn, mà xung quanh doanh địa, bất luận là nơi nào bị phá thì bọn hắn cũng đều sẽ rơi vào trong yêu triều, cho nên bên phía Lâm Động đồng dạng cũng rất trọng yếu. Dưới từng đạo ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú, thân ảnh của Lâm Động vẫn đứng bình thản như không, nắm chặt cốt thương trong tay, thân ảnh không hề hùng tráng lại phát ra khí thế không thể dung chuyển. Ánh mắt của Lâm Động chăm chú nhìn đầu yêu thú đang lao đến, bàn tay siết chặt cốt thương cũng chậm rãi nắm chặt, phía dưới làn da, kim quang lẳng lặng tràn ra. Ầm, lúc kim quang tuôn tràn, ánh mắt Lâm Động trong nháy mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, giống như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, thân hình bắn ra, dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc, không chút nhượng bộ chính diện giao phong cùng với yêu thú bán bộ niết bàn. Móng vuốt của yêu thú bán bộ niết bàn cực lớn, siết chặt thành quyền, mang theo lực đạo hung hãn đủ để phá núi nghiền đá trực tiếp nện về phía Lâm Động. Hơn nữa, dưới thế công của nó, trong mơ hồ còn có chiêu thức tràn ra, yêu thú đến cảnh giới này đã có linh trí không tệ, chúng vốn may mắn sở hữu lực lượng, hơn nữa, còn dùng chiêu thức thúc giục, thì càng khiến cho lực lượng này phát huy đến tình trạng khiến lòng người kinh hãi. Thế nhưng, đối mặt với thế công cường đại của yêu thú bán bộ niết bàn, Lâm Động chân đạp Thái Thanh Du Thiên Bộ, thân hình giống như một làn khói xanh dễ dàng tránh khỏi kình phong, ánh mắt chợt trở nên băng hàn. Thiên ngạc cốt thương trong tay hóa thành thương ảnh sắc bén đến cực điểm, nhanh như thiểm điện đâm vào người yêu thú kia. Phòng ngự của loại yêu thú này cực kỳ cường đại, cho dù là công kích của cường giả bán bộ niết bàn, đánh lên cũng khó có thể tạo thành hiệu quả quá lớn. Thế nhưng thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động, dù sao cũng không phải là một kiện linh bảo tầm thường, nó cực kỳ sắc bén, đủ để xuyên thủng phòng ngự của cường giả bán bộ niết bàn. Bởi vậy, lúc thương ảnh xẹt qua, thì liền để lại trên thân thể yêu thú một đạo vết máu thật sâu, lập tức máu tươi chảy ra ròng ròng, đau nhức kịch liệt cũng không khiến cho những yêu thú này lùi bước, ngược lại giống như bị chọc giận vậy, quyền chảo hung hăng nện lên mặt đất, lập tức vô số đạo cột đất bén nhọn bạo xạ ra, hung hăng đâm về phía Lâm Động. Ầm ầm ầm, thân Lâm Động hóa thành khói xanh, thương ảnh sắc bén trong tay cũng bộc phát ra, đem những cột đất bắn tới đánh nát toàn bộ, sau đó thân thương chấn động, lại lần nữa quấn lấy yêu thú, bộc phát ra 3 động hùng hồn. Nhìn thấy Lâm Động không ngờ chiến đấu với yêu thú bán bộ niết bàn mà không rơi xuống hạ phong, mọi người trong doanh địa rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sự khinh thường trong mắt liền biến mất sạch sẽ. Một màn trước mắt khiến cho bọn hắn đều tin tưởng Lâm Động thật sự có năng lực chống lại cường giả bán bộ niết bàn. 3 người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền cũng chú ý về phía bên này, dù sao thì bây giờ cũng ở chung một thuyền, nếu như phía Lâm Động bị công phá thì bọn hắn sẽ rơi vào trong yêu triều, cho nên lúc nhìn thấy Lâm Động có thể ngăn cản được yêu thú bán bộ niết bàn, trong lòng bọn hắn giống như chút được gánh nặng, đều thở phào một hơi. Tại mảnh sơn mạch lúc này, mùi vị huyết tinh và chém giết đã tràn ngập khắp nơi, xung quanh tất cả doanh địa đều chằng chịt xác yêu thú vây quanh, chỉ có điều yêu triều mặc dù cường đại, nhưng người ở nơi này cũng không phải là loại mèo ba chân gì, thực lực và sự phối hợp của bọn hắn vô cùng tinh diệu, cho nên sau khi trải qua chật vật do trở tay không kịp lúc trước, thì thế công của yêu triều đã bị cản lại, những yêu thú bán bộ niết bàn đồng dạng cũng bị các cường giả bán bộ niết bàn trong doanh địa ra tay ngăn lại, bằng không thì chúng đã phá hỏng phòng ngự của doanh địa rồi. Cứ theo đà này, chỉ cần bọn hắn có thể duy trì cho đến lúc bình minh, thì liền có thể thành công chống đỡ được đợt yêu triều tập kích lần này. Ầm, tại phía nam doanh địa, hai đạo thân ảnh lớn nhỏ hung tăng va vào nhau, kình phong cuồng bạo lan ra, đem một vài yêu thú xui xẻo xung quanh chấn bạo. Trong doanh địa, không ít người nhìn thấy Lâm Động không tiếc lực lượng mà dám cùng yêu thú bán bộ niết bàn ngạnh kháng thì trong mắt đều có chút chấn động, đặc biệt là lúc thấy Lâm Động không rơi xuống hạ phong chút nào thì vẻ chấn động càng trở nên nồng đậm, dù sao thì bây giờ thân thể cũng đang ở trong bóng đêm, cho dù là đám người Ma Thiết cũng khó có thể ngăn chặn được những yêu thú bán bộ niết bàn này, trong mắt bọn họ như vậy đã là không tệ rồi. Thế nhưng hiển nhiên Lâm Động cũng không cần loại thành tích này, Sau khi giao thủ với yêu thú bán bộ niết bàn này lâu như vậy, hắn đã nắm rõ lực lượng và một vài nhược điểm của nó, thánh tượng băng thiên tràng. Bởi vậy, ngay lúc bị đẩy lui, một tiếng quát trầm thấp liền vang lên, sau đó vang vọng khắp nơi. Tiếp đó mọi người liền nhìn thấy một đầu quang minh cự tượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau đó ba động cường đại như muốn phá hủy thiên địa tràn ra, hung hăng đệm lên trên yêu thú bán bộ niết bàn. Bình bình, đại địa phẳng phất như cũng trở nên thoáng run rẩy. Sau đó, thân thể cao lớn của yêu thú dưới ánh mắt khiếp sợ của không ít người bay ngược ra, trên đường bắn đi, một vài yêu thú xui xẻo bị đụng trúng ngay lập tức trở thành thịt vụn. Mà lúc yêu thú này bị đánh bay, một đạo ánh sáng rực rỡ lại một lần nữa xé rách hư không, với một loại tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt yêu thú, chuôi cốt thương vô cùng sắc bén trong nháy mắt bành trướng, sau đó mang theo khí thế sắc bén hung hăng đâm xuyên thủng đầu của yêu thú dữ tợn kia. Tiếng gầm gừ thê lương từ giữa không trung truyền ra, khiến người nghe mà sởn hết cả gai ốc. Không chỉ có ánh mắt của mọi người trong doanh địa bị thu hút, mà ngay cả một vài doanh địa xung quanh cũng phóng ánh mắt đến. Mà khi những ánh mắt này nhìn thấy yêu thú bị cốt thương trong tay Lâm Động xuyên thủng đầu, thì trong mắt đều lóe lên vẻ chấn động. Trong đêm tối như vậy, cho dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng chỉ có thể ngăn chặn những yêu thú cường đại này, nhưng muốn trảm sát thì cũng không phải là cường giả bán bộ niết bàn là có thể làm được. Ấy vậy mà bây giờ Lâm Động không ngờ lại trảm sát trước tiên, đem một yêu thú bán bộ niết bàn mạnh mẽ tiêu diệt. Nhìn một màn này, hai người Đường Tuyên và Lưu Huyền đang còn dây dưa với yêu thú, đều cảm thấy vũ khí trong tay mình thoáng rung mạnh, nhớ tới vẻ mặt lúc trước bọn hắn đối đãi với Lâm Động, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia tự giễu, chút khinh thường vốn còn sót lại trong lòng liền biến mất sạch hoàn toàn. Dưới đông đảo ánh mắt kinh dị, cốt thương trong tay Lâm Động chấn động, trực tiếp đem đầu của yêu thú chấn bạo, máu tươi mãnh liệt bắn ra đầy trời, một tia lưu quang bắn ra, sau đó vững vàng nằm trong tay hắn. Lọt vào trong tay Lâm Động là một viên yêu tinh hạch đỏ hồng ước chừng bằng nắm tay, trong yêu tinh hạch, ánh sáng màu đỏ tràn ra, từng luồng niết bàn khí hùng hậu tràn ra. Mức độ nồng đậm như vậy liền khiến Lâm Động thoáng có chút động dung. Lúc trước Lâm Động đã từng chảm sát qua một đầu yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, niết bàn khí ẩn chứa bên trong yêu tinh hạch đó, so với thứ này quả thực là thua kém không phải chỉ một cấp bậc. Nếu như có thể được nhiều một chút, thì tốc độ tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong của hắn chắc chắn sẽ nhanh hơn không ít. Đồ tốt! Trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia mừng rỡ, sau đó bàn tay nắm chặt, lực lượng thôn phệ tràn ra, trực tiếp đem niết bàn khí trong yêu tinh hạch này thôn phệ sạch sẽ. Mà theo từng cỗ niết bàn khí chảy bên trong kinh mạch, Lâm Động lập tức cảm thấy thân thể nổi lên từng trận hỏa nhiệt, suy nhược vì trận đại chiến vừa rồi liền không cánh mà bay, nguyên lực trong cơ thể cũng trở nên hùng hậu hẳn lên. Yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn, chỉ e còn hơn cả mấy trăm viên niết bàn đan. Sau khi chảm sát đầu yêu thú này, thân hình Lâm Động khẽ động, dưới một vài ánh mắt kinh sợ trở về lại doanh địa, lại lần nữa chấn thủ phía nam doanh địa, khiến rất nhiều yêu thú khó có thể tiến thêm nửa bước. Lâm Động chảm sát yêu thú bán bộ niết bàn này gây ra động tĩnh không hề nhỏ, một vài doanh địa xung quanh đều phát giác ra, không ít người đối với một màn này đều cảm thấy rung động. Dù sao thì cường giả bán bộ niết bàn của bọn hắn bên này vẫn còn đang dây dưa cùng với đám yêu thú, thế nhưng Lâm Động chỉ với thực lực tạo hóa cảnh đại thành lại có thể chảm sát yêu thú trước tiên, đây quả thực không phải vượt mặt bình thường. Hừ, chỉ là dựa vào uy lực của linh bảo trong tay mà thôi, bằng không thì với lực lượng của vũ khí kia làm sao chảm sát được yêu thú bán bộ niết bàn. Tại phía bắc của một doanh địa khác, một đạo nhân ảnh âm lãnh nhìn Lâm Động sau khi chảm sát quay trở về lại doanh địa, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Mà người này không phải ai khác chính là Tấn Mục, linh bảo trong tay gã kia quả thật tương đối lợi hại, có lẽ là trong số các linh bảo địa cấp thì nó xếp hàng đầu. Bên cạnh thân ảnh ấy lúc này, Hải Sa mặc áo lam cũng cười nói, ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm thân ảnh của Lâm Động, trong mắt tràn ra vẻ tham lam, bây giờ ngược lại quả là một cơ hội không tệ. Vẻ âm độc trong mắt Tấn Mục tuôn tràn ra, ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, vòng tròn của bọn hắn lần này quả thực không tệ, không chỉ có 5 tên cường giả bán bộ niết bàn tọa trấn, hơn nữa cường giả dưới trướng cũng không ít, cho nên uy hiếp của những yêu thú đối với bọn họ trái lại cũng không lớn. Mặt khác, khi 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn đến trước doanh địa của bọn hắn, lập tức bị nhân mã của 5 đại vương triều bọn hắn chống đỡ, khó có thể tiến vào nửa bước. Hải Sa, ngươi có biện pháp đem 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn này dẫn dụ phía bọn chúng hay không? Lâm Động không phải biểu hiện không tệ sao, đã như vậy thì cho hắn thêm vài con nữa đi. Trên khuôn mặt Tấn Mục nhếch lên một nụ cười tràn ngập oán độc. Nghe thấy vậy, cặp mày của Hải Sa khẽ nhướng lên, không vội vàng nói, biện pháp thì cũng không phải không có, chỉ có điều hơi phiền toái, chỉ cần có thể đem tiểu tử này giải quyết, sau đó ta sẽ đem thánh tượng băng thiên tràng của Vương Triều Thánh Quang ta cho ngươi mượn tham duyệt, thế nào? Thấy vậy, Tấn Mục cười nhạt một tiếng, giống như biết rõ Hải Sa đang nghĩ gì, chậm rãi nói, linh bảo trong tay tiểu tử kia ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Hải Sa mỉm cười nói, đều là của ngươi. Ngữ khí của Tấn Mục vô cùng bình thản đáp, đã như vậy, cứ giao cho ta. Tiểu tử này có thể chảm sát một yêu thú bán bộ niết bàn đã là cực hạn, muốn đối phó với 5 con ư? Ha ha, Hải Sa cười một tiếng quái dị, chợt thân hình khẽ động, trực tiếp lướt tới doanh địa. Lúc thân hình ở giữa không trung thì tay áo hắn vung lên, một đống bột phấn màu trắng từ trong tay áo bắn ra, đem 5 yêu thú bán bộ niết bàn bao vây lấy. Bột phấn màu trắng của Hải Sa cũng không biết là thứ gì, những yêu thú bán bộ niết bàn vừa nhiễm phải thì đồng tử chợt trở nên đỏ thẫm, sau đó mãnh liệt quay đầu, điên cuồng xông về phía Hải Sa. Hắc hắc, linh thú phấn của ta vốn định giữ lại dùng để đối phó với yêu thú niết bàn cảnh, chỉ có điều bây giờ trước tiên để cho tên tiểu tử này nếm thử lợi hại. Nhìn thấy những yêu thú bán bộ niết bàn xung quanh liều mạng xông đến, Hải Sa ngược lại bật cười, sau đó có chút đau lòng, linh thú phấn này chế luyện cực kỳ phức tạp, hơn nữa đây còn là vật mà chỉ có mỗi Vương Triều Hải Lân bọn hắn mới có, cho dù là hắn thì số lượng cũng rất giới hạn. 5 đầu yêu thú đồng tử đỏ ngầu xông đến, thân hình Hải Sa chợt khẽ động, nháy mắt vọt đi, mà lộ tuyến của hắn lại là phía doanh địa của đám người Lâm Động cách đó không xa. 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn đồng thời hành động, động tĩnh này tất nhiên không nhỏ, bởi vậy không ít người đều phóng ánh mắt tới, mà lúc bọn hắn nhìn thấy một màn này thì liền khẽ giật mình, toàn bộ đều nhíu chặt mày, những người này cũng không phải là loại người ngu dốt, tình huống này chỉ cần vừa nhìn liền biết rõ Hải Sa chắc chắn không có ý tốt gì trong đầu rồi. Hải Sa, ngươi định làm gì? Lúc này, đám người Ma Thiết cũng phát hiện ra tình huống này, sắc mặt lập tức trở nên kịch biến, nghiêm giọng quát, áp lực của bên phía chúng ta quá lớn, ta thấy thực lực của Lâm Động phi phàm, đã như vậy thì hãy giúp chúng ta chia sẻ một chút. Ha ha ha, Hải Sa cười lớn, sau đó ngón tay cong lại rồi búng ra, một viên bạch cầu lập tức bắn về phía doanh địa của đám người Lâm Động, ngay sau đó liền bộc phát ra một mùi vị kỳ lạ, mà theo cỗ mùi vị này lan tràn ra, năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn vốn đuổi theo Hải Sa liền nhanh chóng đổi mục tiêu, ánh mắt đỏ rực nhìn nơi doanh địa của đám người Lâm Động, sau đó bước chân nện xuống mặt đất ầm ầm, dưới những ánh mắt kinh hãi của mọi người, lập tức lao về phía đám người Lâm Động. Hải Sa, đồ cầu tạp chủng nhà ngươi! Nhìn thấy một màn này, Ma Thiết tức giận giống lên một tiếng như lôi đình, tiếng giống rất nhanh liền vang truyền ra xa, một vài doanh địa xung quanh mặc dù đối với hành vi của Hải Sa có chút khinh thường, nhưng chỉ có điều lúc này bản thân còn khó bảo toàn, cho nên chỉ có thể lắc đầu đồng tình mà thôi. Ha ha, Ma Thiết, chờ các ngươi ngăn lại được năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn này đã rồi nói sau. Hải Sa cười lạnh, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lâm Động, cười lớn nói, Lâm Động, vừa rồi không phải ngươi rất có năng lực hay sao? Đến đi, hãy phát huy lần nữa nào, để chúng ta xem ngươi làm thế nào chảm sát năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn này. Lúc đang nói chuyện thì thân hình của Hải Sa cũng nhanh chóng lui về phía sau, trong hai mắt lộ ra vẻ hả hê nồng đậm. Trong doanh địa, đám người Mạc Lăng nhìn năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn vọt tới thì sắc mặt đều đại biến, bọn hắn đều rõ, với thực lực của bọn hắn thì căn bản không thể ngăn cản được loại trùng kích như vậy. Trong doanh địa, thoáng cái lòng người đã trở nên hoảng loạn, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn Hải Sa lùi về, hắn biết rõ đây chắc chắn là chủ ý của Tấn Mục, tên này quả nhiên là tặc tâm không bỏ. Mạc Lăng, các ngươi giữ vững doanh địa, năm đầu yêu thú này để ta dẫn dụ đi. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, chợt tay áo run lên, Tiểu Viêm lao ra, chợt hóa thành hình thái chiến đấu, phát ra một tiếng gầm nhẹ, uy phong lẫm liệt. Tiểu Viêm, ngươi lưu lại chỗ này. Lâm Động quát khẽ một tiếng, cũng không nói gì thêm, bàn tay xuất ra một chảo, viên bạch cầu mà Hải Sa ném đến lập tức bị hút vào trong tay hắn. Viên bạch cầu này không ngừng tản ra một loại mùi vị kích thích những yêu thú này, hơn nữa còn khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ cả doanh địa. Bắt lấy viên bạch cầu, Lâm Động cũng không tiếp tục chần chừ, thân hình khẽ động, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Ma Thiết, từ bên trong doanh địa lao ra, sau đó phóng đi. Năm đầu yêu thú hiển nhiên rất mẫn cảm đối với loại mùi vị này, ánh mắt đỏ rực liền từ doanh địa chuyển sang Lâm Động, sau đó đuổi theo Lâm Động mà truy sát. Trong doanh địa và xung quanh đó, có không ít ánh mắt nhìn thấy một màn này. Lúc bọn hắn thấy Lâm Động không ngờ một mình dẫn dụ năm yêu thú rời đi thì trong mắt đều có chút chấn động, ai cũng biết rằng đối diện với năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn, chỉ sợ khó kiếm ra người nào có thể đơn độc đối kháng, hơn nữa lại còn xâm nhập vào trong yêu triều, hành vi này của Lâm Động gần như là tìm chết không thể nghi ngờ. Lâm Động huynh, ngươi yên tâm, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì thì ta sẽ khiến những tên tạp chủng Tấn Mục và Hải Sa chôn cùng ngươi. Thân hình Ma Thiết khẽ run lên, hắn nhìn đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất tại trong yêu triều, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hành vi này của Lâm Động thật khiến trong lòng hắn run rẩy mãnh liệt, sắc mặt Đường Tuyên cùng với Lưu Huyền cũng trở nên cực kỳ âm trầm, ánh mắt liếc nhìn về phía đám người Tấn Mục, hận ý sâu đậm từ trong mắt tràn ra, có thể đến chiến trường viễn cổ này cũng không phải là loại người lương thiện gì, hành vi của Tấn Mục lần này thật không thể nghi ngờ đã chọc giận bọn hắn, quả thật là một màn cảm động. Xa xa, Tấn Mục nhìn một màn này thì cười lạnh lẽo, thản nhiên nói, tên này chỉ e ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, thứ không biết trời cao đất dày, hắn tưởng rằng hắn là ai, cường giả niết bàn cảnh sao? Hải Sa cũng cười lạnh nói, hành vi này của Lâm Động hiển nhiên là tự tìm tử lộ, đáng tiếc là những linh bảo và vũ kỹ đều bị hủy cùng với tên này rồi. Tấn Mục duỗi cái lưng mệt mỏi, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm phương hướng Lâm Động biến mất, khẽ lẩm bẩm, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm, chỉ có điều tiếc rằng ngươi không còn cơ hội trở mình nữa rồi. Ầm, bên trong yêu triều đỏ rực, một đạo thân ảnh lướt qua, kình phong mạnh mẽ trực tiếp đem những yêu thú cản đường đánh bay, mà lúc thân hình lướt qua, ánh mắt của hắn còn không ngừng đảo về phía sau, đạo thân ảnh này hiển nhiên là Lâm Động đã dẫn dụ năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn đuổi theo, hắn hiện nay đã rơi khỏi vòng chiến, nhưng phóng mắt nhìn lại vẫn không thấy điểm cuối của yêu thú, có thể tưởng tượng được quy mô của yêu triều này kinh khủng như thế nào. Năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn, thu hoạch cũng không tệ. Ánh mắt Lâm Động lướt qua năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn, thấp giọng lẩm bẩm một mình, dù sao thì năm đầu yêu thú cường đại đuổi giết như vậy, cũng khiến cho rất nhiều người chấn động đến ngẩn người ra, cho dù là cường giả bán bộ niết bàn thì chắc chắn cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Lâm Động hiển nhiên cũng không có ngông cuồng như vậy, thứ bây giờ mà hắn có thể dựa vào đó chính là huyết linh khôi đã được hắn thuận lợi luyện hóa. Hắn là người rất ít khi làm những chuyện không nắm chắc, lần này chủ động đứng ra bất chấp nguy hiểm dẫn dụ năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn này đi, đầu tiên là vì muốn giải vây, mà nguyên nhân lớn hơn nữa đó là hắn rất xem trọng yêu tinh hạch của năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn này. Thực lực của Lâm Động bây giờ dừng lại tại cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành, tu luyện trong khoảng thời gian này cũng có chút tinh tiến, mà niết bàn khí hùng hậu ẩn chứa trong yêu tinh hạch chính là thứ hiện nay hắn cần nhất. Đám người Tấn Mục dâng phần đại lễ này lên, hắn có lý gì lại không thu? Mà lúc suy nghĩ này xoay chuyển trong đầu Lâm Động, phía sau đột nhiên phát ra một tiếng gầm kèm theo mùi tanh tưởi nồng đậm, sau đó thân hình kia chợt lóe lên, một đạo chất lỏng sền sệt mang theo lực lượng ăn mòn bắn ra, sau đó thân hình lơ lửng giữa không trung. Nhìn năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn này tức giận như vậy, lúc bọn chúng đuổi tới, những yêu triều xung quanh liền tự giác phân tán ra, tạo thành một vòng tròn trống trải. Lâm Động liếc mắt nhìn năm đầu yêu thú này, sau đó ánh mắt nhìn khắp xung quanh, nơi này đã rời xa vòng chiến, cũng không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào. Loại hoàn cảnh như vậy hiển nhiên là thứ mà Lâm Động đang cần. Huyết linh khôi trong tay hắn chính là một vũ khí giết người, mà hắn không muốn bại lộ quá sớm trước mặt mọi người, Cho nên lúc Hải Sa dẫn đám yêu thú này đến thì hắn cũng không triệu hoán ra huyết linh khôi để chảm sát bọn chúng, ngược lại phải tốn một phen công phu thì mới dẫn dụ được những yêu thú này tới nơi xa như vậy. Ta trái lại muốn xem uy lực của huyết linh khôi này đến tột cùng là cường đại như thế nào. Trong ánh mắt Lâm Động tràn đầy hỏa nhiệt, sau đó tâm thần khẽ động, một đạo hồng quang liền từ trong lòng bàn tay bắn ra, chợt hóa thành một đạo thân ảnh đỏ hồng. Huyết linh khôi hiện nay đã không còn loại sát khí bạo lệ khiến cho người khác động dung nữa, thân thể vốn đỏ tươi khiến người khác cảm thấy âm trầm cũng hóa thành màu sắc giống như tinh thể hỏa diễm, bên dưới da phảng phất như còn một dòng chất lỏng lưu động, có chút kỳ dị. Chỉ có điều mặc dù hình tượng có chút biến hóa, nhưng lúc huyết linh khôi xuất hiện, một cỗ ba động cực kỳ cường đại vẫn như cũ tràn ra, cho dù là Lâm Động cũng không nhịn được mà tặc lưỡi. Hắn hiểu rằng với thực lực của hắn bây giờ, nếu như muốn cùng với huyết linh khôi này giao thủ chỉ e không đến 10 hiệp liền bị đánh bại. Lúc huyết linh khôi xuất hiện, năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn dường như cũng cảm thấy nguy hiểm, đồng tử vốn bị bột phấn kích thích trở nên đỏ rực, cũng lập tức xẹt qua một chút chần chừ và bất an. Đi, nhưng Lâm Động lúc này hiển nhiên sẽ không cho bọn chúng có cơ hội chạy trốn, hắn bỏ chạy lâu như vậy là để dẫn bọn chúng đến đây, như thế nào lại có thể để bọn chúng bỏ chạy tứ tán được? Ngón tay cong cong lại búng ra, một đạo mệnh lệnh từ trong nội tâm truyền ra. Ngay trong khoảnh khắc mệnh lệnh truyền ra, huyết linh khôi vốn đứng sừng sững giống như một bức tượng giữa không trung, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia lưu quang, sau đó thân hình khẽ động, lập tức xông về phía năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn. Nhìn thấy huyết linh khôi vọt tới, năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn cũng vội vàng thối lui về sau, phảng phất như cũng nhận ra sự cường đại của huyết linh khôi này. Tốc độ của bọn họ hiển nhiên không thể so sánh với huyết linh khôi, bởi vậy chỉ trong nháy mắt thì huyết linh khôi đã xuất hiện trước mặt năm đầu yêu thú. Huyết quyền vũ động, một cỗ lực lượng vô hình từ giữa không trung khuếch tán ra, cuối cùng hung hăng nện lên thân thể một đầu yêu thú. Huyết vụ từ trên thân thể yêu thú nổ tung, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Động, thân thể khổng lồ của yêu thú trực tiếp bị một quyền của huyết linh khôi đập nát gần nửa người, sau đó tiếng ầm ầm vang lên, cả thân hình to lớn liền gục xuống đất, một quyền miểu sát. Lúc này, cho dù là Lâm Động thì cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, cho dù là hắn muốn đối phó với yêu thú bán bộ niết bàn này thì cũng phải xuất ra vũ khí cường đại, hơn nữa còn có thiên ngạc cốt thương sắc bén thì mới có thể chảm sát. Thế nhưng bây giờ, loại yêu thú cường đại như vậy lại bị một quyền của huyết linh khôi trực tiếp nện thành đống thịt. Bốn đầu yêu thú còn lại dường như bị huyết linh khôi chọc giận, đồng tử vốn là màu đỏ tươi càng trở nên đỏ rực hơn vài phần, kình phong đủ để chẻ núi phá thạch ùn ùn bao phủ lấy huyết linh khôi. Phản kích của bốn đầu yêu thú đánh huyết linh khôi, hiện nay thực lực đủ để so sánh với cường giả niết bàn cảnh, cũng không có tạo ra hiệu quả quá cao, gần như chỉ sau vài hiệp giao phong thì bốn đầu yêu thú bán bộ niết bàn liền dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động đều trực tiếp nổ tung, huyết vụ tràn ra, những yêu triều xung quanh cũng bị một màn này chấn nhiếp, tất nhiên không dám tiến lên nữa. Thật mạnh, ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động nhanh chóng biến mất, sau đó là vui mừng, sau đó hắn vung tay một cái, những viên yêu tinh hạch từ trong năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn liền bắn ra, cuối cùng lọt vào trong tay Lâm Động. Suy, yêu tinh hạch vừa đến tay, Lâm Động lập tức thúc giục lực lượng thôn phệ, không chút do dự đem chúng thôn phệ sạch sẽ. Nhất thời, niết bàn khí tuôn ra dữ dội, cuối cùng tràn ngập trong tứ chi bách hải của Lâm Động, khiến cho nguyên khí trong đan điền của hắn trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Án chiếu theo loại tốc độ này, thì sẽ rất nhanh liền có thể đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cảm ứng nguyên lực trong nguyên đan tràn ra khiến toàn thân tràn ngập hỏa nhiệt, Lâm Động thì thào tự nói, năm viên yêu tinh hạch này quả thật tương đương với mấy ngàn viên niết bàn đan, một hơi thôn phệ hết, hiệu quả tất nhiên rất tốt. Bên trong yêu triều này có lẽ vẫn còn những yêu thú bán bộ niết bàn khác, nếu như hôm nay đã rời đi, trái lại có thể thừa cơ đem bọn chúng giải quyết, có lẽ như vậy mới có thể giúp ngươi trùng kích tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tiểu Điêu lúc này cũng thoáng hiện ra, nó thoáng nhìn qua huyết linh khôi đứng yên bất động giữa không trung, sau đó cười nói, ta cũng đang có ý đó. Lâm Động mỉm cười, bên trong yêu triều này yêu thú vô số, trong đó không ít những con cường hãn có thể so sánh với cường giả bán bộ niết bàn. Lâm Động muốn chảm sát bọn chúng không biết phải mất bao nhiêu tâm tư tìm kiếm, nhưng bây giờ không cần hắn tìm nữa thì bọn chúng đã tự động xuất hiện, loại cơ hội này làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Đi, Lâm Động làm việc từ trước đến nay đều không hề rông dài, có sự giúp đỡ của lớp áo thôn phệ, hắn không còn chút sợ hãi sự áp chế của bóng đêm, hơn nữa còn có huyết linh khôi hộ thể, cho dù gặp phải yêu thú niết bàn cảnh thì cũng có thể bình yên trốn thoát. Yêu thú đạt đến thực lực như vậy chắc chắn ở sâu bên trong sơn mạch lôi nham, chúng đã có linh trí không tệ, có lẽ sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy. Lâm Động vung tay áo lên, huyết linh khôi lại lần nữa phóng vào trong tay, sau đó thân hình Lâm Động liền lao đi, phóng về một hướng khác. Quy mô của yêu triều tại sơn mạch lôi nham cực kỳ khổng lồ, mà lúc lướt qua bên trong yêu triều, Tiểu Điêu cũng ra tay, một chút khí tức tản mát ra bao phủ lấy Lâm Động, khiến cho những yêu thú xung quanh không tiếp tục chủ động công kích hắn nữa. Mà dưới loại yểm hộ này, khoảng thời gian tiếp theo của Lâm Động đã dùng để tìm kiếm yêu thú bán bộ niết bàn, mà thu hoạch của hắn cũng tương đối khả quan. Mượn sự thuận tiện đi lại trong yêu triều, Lâm Động sau 3 giờ ngắn ngủi đã tìm được hơn 20 đầu yêu thú bán bộ niết bàn. Những yêu thú này đều lang thang khắp nơi, chúng không tiến sâu vào trong chiến trường, vì vậy liền tiện nghi cho Lâm Động. Mượn thực lực cường đại của huyết linh khôi, những yêu thú bán bộ niết bàn khiến cho không ít người kiêng kỵ. Tuy nhiên sau khi trải qua một hồi phản kháng vô ích, thì liền biến thành yêu tinh hạch rơi vào tay Lâm Động. Tại sâu bên trong sơn mạch lôi nham, bộc phát những tràng đại chiến người thú vô cùng khốc liệt. Có lẽ không ai ngờ rằng lại có một đạo thân ảnh giống như quỷ mị lang thang khắp nơi, giống như cắt lúa mạch, đem tất cả những yêu thú bán bộ niết bàn cường đại thu hoạch sạch sẽ. Đại chiến trong sơn mạch vẫn tiếp tục duy trì, mãi cho đến lúc bóng đêm gần trở nên nhạt đi, thì trận đại chiến vô cùng khốc liệt này mới có dấu hiệu kết thúc. Mà trên một cây đại thụ trong rừng rậm, Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng, hắn cúi đầu nhìn yêu triều dường như bắt đầu thối lui, thì trên mặt nhếch lên một nụ cười, sau đó bàn tay chở một cái, Trọn vẹn 20 viên yêu tinh hạch đỏ hồng lớn chừng nắm đấm liền lơ lửng xuất hiện trước mặt hắn. Số lượng yêu tinh hạch cường hãn nhiều như vậy vừa xuất hiện, một cỗ niết bàn khí hùng hậu liền tràn ra, khiến cho ánh mắt Lâm Động dần trở nên nóng bỏng. Có những yêu tinh hạch này, thực lực của hắn cuối cùng lại có thể tiếp tục tăng tiến rồi. Lâm Động ngồi xếp bằng trong bụi cây rậm rạp, tại nơi ẩn nấp, Tiểu Điêu ra tay che giấu khí tức, hắn cũng không cần phải lo lắng bị những người khác hoặc yêu thú phát giác ra nữa. Từng viên yêu tinh hạch đỏ hồng lớn chừng nắm tay lơ lửng trước mặt Lâm Động, giống như hồng bảo thạch chói sáng vậy. Bên trong yêu tinh hạch, từng cỗ niết bàn khí hùng hậu lặng lẽ tràn ra, phảng nhất như không khí xung quanh cũng bởi vì vậy mà nóng lên. Lượng niết bàn khí ẩn chứa trong một viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn còn hơn mấy trăm viên niết bàn đan, mà hiện nay hơn 20 viên yêu tinh hạch, niết bàn khí ẩn chứa bên trong lại càng hùng hậu đến mức khiến người khác phải động dung. Tại chiến trường viễn cổ, ai cũng biết rằng niết bàn khí rất quan trọng, bởi vậy những viên yêu tinh hạch ẩn chứa niết bàn khí đều khiến rất nhiều người thèm thuồng. Chỉ có điều thèm thuồng thì thèm thuồng, nhưng dù sao cũng không phải mỗi người đều có sự trợ giúp của huyết linh khôi, mà muốn đối phó với yêu thú bán bộ niết bàn thì cho dù là người cùng cảnh giới cũng không dễ dàng chảm sát, huống chi là Lâm Động, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã liên tiếp chảm sát 20 yêu thú bán bộ niết bàn, nếu như tin này truyền ra ngoài chỉ e sẽ khiến những người kia bị dọa đến choáng váng. Song trưởng Lâm Động siết chặt, một hắc động từ trong lòng bàn tay tràn ra, sau đó phủ lên 20 viên yêu tinh hạch, lực lượng thôn phệ lập tức tràn ra như thủy triều, mà lúc những viên yêu tinh hạch bị lực lượng thôn phệ bao phủ thì niết bàn khí ẩn chứa bên trong đã bị luyện hóa với một tốc độ kinh người, cuối cùng hóa thành một luồng hỏa nhiệt, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Lâm Động, một luồng niết bàn khí hùng hậu giống như thủy triều tràn vào trong tứ chi bách hải của Lâm Động, mà cốt cách toàn thân không ngờ cũng phát ra những thanh âm thanh thúy rất nhỏ. Niết bàn khí hùng hậu như vậy có lẽ cũng là lần đầu tiên Lâm Động hưởng dụng sau khi tiến vào trong chiến trường viễn cổ. Mặc dù lần trước ném ra mấy vạn niết bàn đan, nhưng đều dùng để tu luyện tiểu niết bàn kim thân và tinh luyện huyết linh khôi, đối với sự đề thăng nguyên lực của bản thân thì trái lại không có tác dụng quá lớn. Hắc động chậm rãi xoay tròn, lực lượng thôn phệ giống như cối xay, nghiền nát yêu tinh hạch, đem luồng niết bàn khí ẩn chứa bên trong thôn phệ sạch sẽ. Tại thời điểm này, thôn phệ tổ phù liền thể hiện ra sự lợi hại của nó, nếu như đổi lại là người bình thường, cho dù hấp thu một viên yêu tinh hạch thì chỉ e cũng tiêu phí không ít thời gian, nhưng Lâm Động thì lại mạnh mẽ đem quá trình này rút ngắn đi vô số lần. Một cỗ niết bàn khí cường đại không ngừng từ trong hắc động tuôn ra, cuối cùng liên tục không ngừng rót vào trong thân thể Lâm Động, mà khí tức toàn thân hắn tuôn tràn ra cũng dần trở nên mạnh mẽ. Tiểu Điêu đứng trên vai Lâm Động, từng đạo hào quang tử hắc sắc lặng lẽ tràn ra, hình thành một tấm bình phong, đem Lâm Động bao phủ lấy, ngăn cản tất cả những quấy nhiễu từ bên ngoài đối với hắn. Tu luyện của Lâm Động lần này kéo dài chừng 1 giờ, đợi đến khi trời dần tối thì mới trở nên nhạt dần. Tại sâu bên trong khu rừng, cặp mắt đang nhắm chặt lúc này mới chậm rãi mở ra, suy, trong khoảnh khắc mở mắt ra, một đạo tinh mang giống như xé rách màn đêm, từ trong đồng tử Lâm Động bắn ra, tương đối sắc bén, một đoàn bạch khí từ miệng Lâm Động phun ra, lúc này ở quanh người hắn tràn ngập một loại nguyên lực ba động cường đại, loại ba động này so với trước kia càng cường đại hơn, tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhờ 26 viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn thu được lúc buổi tối, thực lực của Lâm Động rốt cuộc đã tinh tiến, chính thức bước chân vào cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, kim quang quỷ dị từ dưới làn da của Lâm Động tràn ra so với lúc trước thì càng nồng đậm hơn không ít. Hiển nhiên, 26 viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn không chỉ khiến thực lực của Lâm Động tăng mạnh, mà còn khiến cho việc tu luyện tiểu niết bàn kim thân của hắn cũng có đề thăng. Cảm nhận được nguyên lực mênh mông trong cơ thể, khóe miệng Lâm Động chậm rãi nhếch lên một đường cong, chỉ có điều lông mày hắn liền hơi nhăn lại. Theo thực lực tinh tiến, khoảng cách giữa hắn và niết bàn cảnh ngày càng gần, nhưng số lượng niết bàn đan cần thiết thì vẫn còn thiếu quá nhiều. Hy vọng lần này hành trình đến Lôi Nham Cốc có thể có được thu hoạch, Lâm Động lẩm bẩm tự nói, sau đó đứng dậy, ánh mắt chuyển về sâu bên trong rừng, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, lần này trở về nhất định phải đem Tấn Mục giải quyết. Hắn cũng không phải loại người lấy ân báo oán, đối với loại này, chỉ có thể dùng một loại thủ đoạn, đó là giết. Sát ý từ trên mặt Lâm Động dâng lên, chợt thân hình hắn khẽ động, liền phóng đi trong rừng, mà lúc vừa muốn trở về thì thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, sau đó xoay người nhìn về phía một ngọn núi ở phía xa. Ngươi vừa rồi có cảm thấy gì không? Lâm Động nhìn chằm chằm vào ngọn núi tại trong bóng đêm rất là mơ hồ, đột nhiên nhỏ giọng nói với Tiểu Điêu trên vai. Tiểu Điêu liếc mắt nhìn ngọn núi này, chợt đột nhiên từ trong mắt bắn ra một đạo hào quang mãnh liệt, đạo hào quang tử hắc sắc này lặng yên không một tiếng động xẹt qua đêm tối, một lát sau thu trở lại, sau đó ở trước mặt Lâm Động biến thành một màn ánh sáng kỳ dị, phía trên màn ánh sáng này, hình ảnh ngọn núi trở nên rõ ràng. Mà đối với loại thủ đoạn này của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển lên màn ánh sáng, bởi vì ở trên ngọn núi mà hắn nhìn thấy có vài đạo thân ảnh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Những đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng trên ngọn núi này không phát ra chút tiếng động, thậm chí cũng không có ba động truyền ra, mà từ trên người bọn họ, Lâm Động lại phát giác ra khí tức tương đối mạnh mẽ, trong đó có ít nhất hơn 10 người là cường giả bán bộ niết bàn. Những người này là của đội ngũ nào, không ngờ lại ẩn tàng tại nơi này. Ánh mắt Lâm Động có chút chấn động, đội ngũ bọn hắn từ Dương Thành xuất phát, bây giờ bị yêu triều vây khốn, nhưng không nghĩ rằng tại phía sau bọn họ vẫn còn một nhóm đội ngũ thần bí ẩn nấp như vậy, đây có thể là vương triều cao cấp nào đó bị viễn cổ bí thược hấp dẫn mà đến. Tiểu Điêu chậm rãi nói, vương triều cao cấp, trong lòng Lâm Động khẽ run lên, xem ra lời đồn quả nhiên không giả, lần này viễn cổ bí thược thật sự hấp dẫn đến không ít người của vương triều cao cấp, nếu như là vương triều cao cấp, như vậy có lẽ có cường giả niết bàn cảnh chân chính. Ánh mắt của Lâm Động đột nhiên trở nên kỳ quái, cẩn thận nhìn lên màn ánh sáng, hắn quả thật muốn nhìn xem loại nhân vật yêu nghiệt này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ánh mắt Lâm Động đảo qua màn ánh sáng, một lát sau dừng lại tại vị trí trung tâm của màn ánh sáng, trên một tảng đá của ngọn núi, một đạo nhân ảnh mặc hắc y đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Khí tức của người này trong màn ánh sáng rất yếu, nhưng không phải là nhỏ yếu, mà là một loại khó phát hiện, nhờ vào tinh thần lực hơn người, Lâm Động có thể nhìn thấy, dưới loại khí tức khó phát hiện này, đang chảy ra một cỗ năng lượng đáng sợ như thế nào, nhãn quang cũng không tệ. Tiểu Điêu ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, hiển nhiên, đối với việc Lâm Động có thể nhanh chóng tìm ra nơi ẩn tàng của cường giả Niết Bàn cảnh, thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của Lâm Động tập trung vào nhân ảnh mặc hắc y, diện mạo của người này không rõ lắm, chỉ có điều tuổi cũng không lớn, thật không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đi thôi, hành trình lần này đến Sơn Mạch Lôi Nham chắc chắn sẽ rất thú vị, ngay cả vương triều cao cấp cũng xuất hiện, chỉ có điều, không biết tại bên trong sơn mạch rộng lớn này, có phải chỉ một mình đội ngũ bọn hắn hay không mà thôi. Lâm Động nhìn một hồi, sau đó cũng cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, thân hình khẽ động đã phóng đi, nhanh chóng biến tất tại trong bóng đêm. Mà lúc Lâm Động biến mất, trên ngọn núi phía xa xa, nhân ảnh mặc hắc y đang ngồi xếp bằng trên tảng đá đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, đột nhiên nhìn thoáng qua phía Lâm Động biến mất, khẽ nhíu mày, chợt lẩm bẩm nói, ảo giác sao? Đại sư huynh, yêu triều đã thối lui, những đội ngũ tại Dương Thành tổn thất không nhỏ. Ha ha, có đám người bọn chúng giúp chúng ta ngăn cản yêu triều, ngược lại bất phiền phức cho chúng ta. Lúc hắc y nhân mở mắt ra, tại phía sau lưng có một người cung kính nói, đội ngũ tại Dương Thành mặc dù đông, nhưng mỗi người đều rời rạc, khó làm nên chuyện. Đối thủ lần này của chúng ta không phải là bọn hắn. Hắc y nhân khẽ gật đầu, sau đó bình thản nói, truyền lệnh xuống dưới, đợi sau khi bình minh thì tăng tốc xuất hành, trước khi trời tối phải đến được Lôi Nham Cốc. Rõ. Tại sâu trong sơn mạch, trên một mảnh đất rộng lớn, mọi thứ vô cùng hỗn loạn, huyết tinh nhuộm mắt đất đỏ thẫm, vô số xác yêu thú chết nằm chất đống, mơ hồ tại bên trong còn có thể nhìn thấy một vài thi thể người. Yêu triều tập kích đã khiến cho các đội ngũ tại Dương Thành tổn thất không ít, chỉ có điều bất kể thế nào đi nữa, bọn họ vẫn may mắn chống lại được. Trên mặt đất bừa bộn, tất cả những đội ngũ còn sống sót đều bắt đầu chuẩn bị. Lúc này khu vực ở đây ngược lại có chút hỗn loạn. Tấn Mục, Hải Sa, hai tên cẩu tạp chủng các ngươi cút ra đây cho ta. Mà trong lúc hỗn loạn này, đột nhiên lại có một tiếng gào giống tức giận, không ít ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đám người Ma Thiết đang hùng hổ xông tới doanh địa của Tấn Mục. Đối với sự phẫn nộ của Ma Thiết, cũng có không ít người có chút rõ ràng, bất kể là ai bị người ta chơi lén, thì tâm tình chắc chắn cũng không khá hơn chút nào. Đám người Ma Thiết, Đường Tuyên, vẻ mặt âm trầm dừng lại tại bên ngoài doanh địa của đám người Tấn Mục, lửa giận trong mắt ngập tràn khó có thể che giấu. Ha ha, làm sao, chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày mà các ngươi đã xem tiểu tử kia là sinh tử chi giao rồi sao? Dường như có chút không phù hợp với thanh danh của Ma Thiết ngươi thì phải. Tấn Mục nhìn ánh mắt âm trầm của Ma Thiết, nhàn nhạt cười nói, lão tử mặc dù không phải là loại người tốt lành gì, chỉ có điều cũng biết cái gì gọi là người ân, cái gì gọi là kẻ thù. Lão tử đã đáp ứng Lâm Động, bất kể hắn đã xảy ra chuyện gì thì tên tạp chủng nhà ngươi cũng phải chôn cùng. Ngữ khí Ma Thiết lạnh lẽo, xem bộ dáng này giống như muốn cắn người vậy. Xem ra hành vi tối qua của Tấn Mục đã chọc giận hắn không ít, bằng vào các ngươi sao? Tấn Mục nhếch miệng cười, trên mặt không hề che giấu vẻ khinh thường. Bên bọn hắn có 5 cường giả bán bộ niết bàn, mà trái lại bên phái Ma Thiết thì chỉ có 3 người mà thôi. Ma Thiết, xem như ngươi cũng là người thức thời, ta khuyên ngươi một câu, người chết thì đã chết rồi, đối với ngươi và ta đều không có ảnh hưởng gì, nếu như ngươi còn cố ý dây dưa thì cũng đừng trách Tấn Mục ta trở mặt. Nghe thấy lời này của Tấn Mục, ánh mắt của Ma Thiết trong chốc lát liền trở nên âm trầm, xem ra ngươi rất hy vọng ta chết trong tay mấy đầu yêu thú đó, thế nào, sợ ta tìm ngươi báo thù à? Thế nhưng, ngay lúc Ma Thiết không kìm được sát ý trong lòng, thì một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, từ xa truyền lại, sau đó, một đạo thân ảnh lướt tới, cuối cùng dưới những đạo ánh mắt kinh ngạc đáp xuống bên cạnh đoàn người Ma Thiết, mà lúc trông thấy đạo thân ảnh này đột nhiên xuất hiện, tại khu vực hỗn loạn này trong chốc lát liền trở nên yên tĩnh, những ánh mắt nhìn thấy thân ảnh kia đều kinh hãi giống như gặp quỷ vậy, tại bên trong sơn mạch bừa bộn và hỗn loạn, phảng phất như đột ngột trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nồng đậm liền nhìn vào đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh Ma Thiết, không ai ngờ rằng, Lâm Động bị 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn đuổi giết, phải rời bỏ khỏi doanh địa lại có thể sống sót, đây chính là 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn, còn người thì lại ở trong yêu triều. Cho dù là những cường giả bán bộ niết bàn thì sắc mặt lúc này cũng có chút biến ảo, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu đổi lại là bọn họ thì chắc chắn cũng sẽ có đi mà không có về, thế nhưng bây giờ, Lâm Động không chỉ thuận lợi thoát khỏi 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn, mà còn bình yên vô sự trở về nữa, một màn này đối với bọn họ mà nói đã tạo thành chấn động không nhỏ chút nào. Phục hồi lại tinh thần đầu tiên chính là 3 người Mạc Lăng, tại nơi đây, bọn hắn xem như là người hiểu rõ Lâm Động nhất, mặc dù lúc Lâm Động một mình dẫn dụ 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn, rời đi thì bọn hắn cũng có chút lo lắng, chỉ có điều cũng không cảm thấy tuyệt vọng giống như những người khác, bởi vì bọn họ biết rõ Lâm Động từ trước đến nay đều không bao giờ làm những chuyện mà hắn không nắm chắc, nếu như hắn đã xuất thủ thì chứng minh hắn có năng lực giải quyết phiền toái đó, cho nên, lúc bọn hắn nhìn thấy Lâm Động xuất hiện thì trên mặt tràn ngập vui mừng lẫn kinh ngạc, không có xuất hiện vẻ khó có thể tin được như những người khác. Ngươi, dưới tiếng hô mừng rỡ của 3 người Mạc Lăng, đám người Ma Thiết rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, trong mắt như muốn lồi ra vậy, tiếng ngươi dâng lên đến miệng cả buổi mà không làm sao phun ra được một câu hoàn chỉnh, bộ dạng thoạt nhìn cực kỳ khôi hài, trời đất, tên này không ngờ vẫn còn sống, đây là vận khí gì, bị 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn đuổi giết, hơn nữa còn nhảy vào trong yêu triều, vậy mà vẫn có thể sống sót trở về, tiểu tử này quả thực là hồng phúc tề thiên. Hắc hắc, xem ra kế hoạch của đám người Tấn Mục thất bại rồi, bây giờ lại bị người khác trở về đòi nợ, cũng chưa chắc, bên Tấn Mục có 5 tên cường giả bán bộ niết bàn, thực lực này mạnh hơn xa so với đám người Ma Thiết, hơn nữa theo tin tức ta có được, Hải Sa và Vương Triều Lăng Vân có chút quan hệ, cho nên món nợ này cũng chưa chắc đòi được. Trong đông đảo tiếng bàn luận xôn xao xung quanh, sắc mặt Tấn Mục cũng từ kinh ngạc dần trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Động, cười lạnh nói, thật đúng là tên tiểu tử mạng lớn, như vậy cũng không giết chết được ngươi. Bên cạnh Tấn Mục, lông mày Hải Sa cũng nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động chằm chằm, một lát sau thấp giọng cười nói, không chết cũng tốt, ta còn lo rằng hắn chết tại trong yêu triều sẽ làm thất lạc những linh bảo kia nữa chứ. Tuy rằng việc Lâm Động xuất hiện khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có điều hắn cũng không có vẻ lo lắng gì, bên hắn có 5 cường giả bán bộ niết bàn, chẳng lẽ còn sợ đám người Lâm Động hay sao? Lâm Động huynh, Ngươi đúng là làm ta lo chết được. Ma Thiết lúc này cũng tỉnh táo lại, đến bên cạnh Lâm Động thấp giọng nói, bây giờ ngươi định thế nào? Lời này của Ma Thiết hiển nhiên là muốn trưng cầu ý kiến của Lâm Động, mặc dù hắn quen biết Lâm Động không lâu, nhưng hắn biết rằng người này không phải là người dễ dàng chịu thua thiệt, huống chi hành vi lúc tối của đám người Tấn Mục quả thật quá mức ti tiện, chỉ có điều mặc dù trong lòng hắn tương đối tức giận, nhưng sau khi tỉnh táo lại, thì hắn cũng bắt đầu suy tính thực lực chênh lệch giữa hai bên, kết quả cuối cùng khiến ánh mắt của hắn không khỏi trầm xuống, đối diện với 5 cường giả bán bộ niết bàn, thực lực này quả thật mạnh mẽ hơn bọn hắn nhiều. Đối với câu hỏi của Ma Thiết, Lâm Động dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người Tấn Mục, trong mắt mơ hồ có sát ý nổi lên, đối với loại người giống như Tấn Mục, hắn đã nhẫn nại đến cực điểm. Hắn cũng không thích lưu lại địch nhân bên cạnh mình để bất cứ lúc nào cũng có thể chọc cho mình một đao, chuyện tối nay hắn cũng không muốn gặp lại lần nữa, bởi vậy, tối nay, Tấn Mục nhất định phải chết. Lúc nhìn thấy sát ý trong mắt Lâm Động, Ma Thiết có chút rùng mình, chợt hắn hiểu rằng chuyện tối nay chỉ e không thể nào bỏ qua được rồi. Hừ, Lâm Động, nếu như may mắn nhặt lại được cái mạng của mình thì nên quý trọng nó một chút, có đôi khi si tâm vọng tưởng sẽ khiến người đi vào tử lộ đấy. Tấn Mục hiển nhiên cũng cảm nhận được sát ý trong mắt Lâm Động, lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng, sắc mặt Lâm Động hờ hững, không hề đáp lời, bước về phía trước một bước, thiên ngạc cốt thương liền xuất hiện trong tay, sát ý bạo tuôn khiến cho bất kỳ ai cũng biết ý định tiếp theo của hắn là gì. Ầm, những người xung quanh gần như chỉ trong chốc lát liền thối lui thành một vòng tròn lớn, bọn hắn đều hiểu rõ tối nay chỉ e khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Lâm Động, ngươi đã chấp mê bất ngộ, muốn tìm chết, vậy thì cũng không thể trách chúng ta được. Hàn quang trong mắt Tấn Mục trở nên sắc bén, mà Hải Sa bên cạnh cùng với 3 gã cường giả bán bộ niết bàn cũng tiến lên một bước, nhất thời, 5 đạo khí tức cường đại liền bộc phát ra khiến người khác động dung, muốn lấy nhiều hiếp ít sao, chẳng lẽ cho rằng chúng ta lại sợ ngươi? Ma Thiết hừ lạnh một tiếng, dẫn theo 2 người Đường Tuyên xông lại, không có chút ý tứ nhượng bộ, đám người Ma Thiết ra tay lập tức khiến tình cảnh trở thành dương cung bạt kiếm. Mạc Lăng, trận pháp ta giao cho các ngươi tu luyện thế nào rồi? Nhìn thấy một màn này, Lâm Động đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía 3 người Mạc Lăng, mặc dù đánh bại cường giả bán bộ niết bàn thì hơi khó khăn, nhưng muốn ngăn chặn thì không khó. Nghe vậy, 3 người Mạc Lăng nhất thời kích động nói, bọn hắn còn chưa có cơ hội thể nghiệm sự cường đại của trận pháp. Tấn Mục giao cho ta, 3 người các ngươi ngăn một người lại. Ma Thiết huynh, làm phiền 3 người các ngươi ngăn 2 người còn lại một chút, ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Ánh mắt của Lâm Động nhìn về phía 3 người Ma Thiết nói, ngươi muốn một mình đối phó với Tấn Mục? Nghe thấy lời này, Đường Tuyên hơi ngẩn ra, chỉ có điều nghĩ đến biểu hiện gần đây của Lâm Động thì mới chậm rãi gật đầu. Đã như vậy thì động thủ đi. Lúc từ cuối cùng trong miệng Lâm Động thốt ra, bầu không khí dương cung bạt kiếm lập tức bùng nổ. Sau đó thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, cốt thương sắc bén hóa thành nhiều đóa thương hoa bao phủ lấy Tấn Mục. Lần trước hại ta chịu thiệt không kịp trở tay, lần này ngươi còn tưởng rằng sẽ có kết quả đó sao? Nhìn thấy Lâm Động vọt đến, Tấn Mục cười lạnh quát một tiếng, nguyên lực ba động cường đại đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra, sau đó hung hăng va chạm với Lâm Động. Đang lúc kình phong do nguyên lực cuồng bạo tràn ra, ánh mắt đám người Mạc Lăng, Ma Thiết cũng trở nên lạnh lẽo, thân hình phóng đi, đem 3 tên cường giả bán bộ niết bàn và Hải Sa chặn lại. Trong sơn mạch vừa mới trải qua một hồi đại chiến vô cùng thảm liệt, giờ phút này đột nhiên lại bùng phát chấn động cuồng bạo. Nhìn hai phương nhân mã chiến đấu kịch liệt, tất cả mọi người đều lùi ra xa, chỉ có điều lúc quan sát vòng chiến này, thì trong lòng bọn hắn vẫn rất khinh thường hành động ti tiện của đám người Tấn Mục lúc trước, nhưng không thể không nói, lần giao phong này, đám người Ma Thiết thật sự bất lợi, dù sao thì bên phía Tấn Mục cũng là 5 tên cường giả bán bộ niết bàn, hàng thật giá thật, thương mang tại trong vòng chiến bộc phát ra hàn ý lạnh thấu xương, với một loại quỹ tích cực kỳ xảo diệu đâm về phía những nơi yếu hại quanh người Tấn Mục. Tấn Mục hiển nhiên cũng hiểu rõ sự lợi hại của cốt thương trong tay Lâm Động, chân đạp bộ pháp huyền ảo, hỏa côn trong tay bốc lên hỏa diễm, nghênh tiếp những đóa thương hoa. Hừ, Lâm Động, 3 tên tiểu tử tạo hóa cảnh đỉnh phong của ngươi, cũng dám động thủ với cường giả bán bộ niết bàn, ngươi nghĩ rằng bọn chúng có thể chặn lại một hồi sao? Chỉ sợ là ngươi si tâm vọng tưởng rồi, đợi đồng bạn của ta đem 3 tên đó giải quyết thì tiếp theo sẽ là ngươi. Thương đến côn đi, nguyên lực cuồng bạo không ngừng bùng nổ giữa không trung, Tấn Mục đem nguyên lực toàn thân thúc giục đến tận cùng, hắn biết rõ Lâm Động vô cùng khó giải quyết, cho nên cũng không muốn ngay lập tức đánh bại hắn, gã chỉ có thể ngăn cản Lâm Động lại, kéo dài cho đến lúc đám cường giả bán bộ niết bàn phe mình tới trợ giúp, đến lúc đó, đem Lâm Động giáp công, như vậy thì muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay, trước khi bọn hắn thua thì ngươi đã thành người chết rồi. Trên mặt Lâm Động đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, chợt bên dưới làn da bộc phát kim quang rực rỡ, mà khi kim quang này tràn ra, một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ giống như núi lửa bùng phát, cứ như vậy tràn ra, lực lượng ba động với một loại tốc độ kinh người từ trên cơ thể Lâm Động lan ra. Cảm nhận được loại ba động này, đồng tử Tấn Mục đột nhiên co rút lại, hắn có thể cảm nhận được, thực lực hiện nay của Lâm Động so với lần giao thủ trước, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, kim quang tuôn tràn ra, thân thể Lâm Động lúc này cũng hóa thành một đạo kim mang lưu động, thiên ngạc cốt thương trong tay cũng bao trùm một tầng kim quang, lúc tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong, khiến cho tiểu niết bàn kim thân mà Lâm Động tu luyện hiển nhiên là càng mạnh hơn, tuy rằng còn chưa đạt đến tình trạng đại thành, nhưng có thể xem như là chính thức đăng đường nhập thất rồi, thân thể của Lâm Động phảng phất như biến thành một đoàn kim mang, hoàn toàn dung hợp vào bên trong kim mang. Sau đó kim mang ngất đi, với một loại tốc độ xé rách không khí, giữa bầu trời đêm giống như một đạo lưu tinh kim sắc, mang theo khí thế sắc bén không thể hình dung tấn công về phía Tấn Mục. Động tĩnh như vậy lập tức khiến cho mọi người tại khu vực này đều bị hấp dẫn nhìn tới, nhìn kim mang tuôn tràn ra ba động đáng sợ, ngay cả một vài cường giả bán bộ niết bàn, sắc mặt cũng trở nên kịch biến. Vào khoảnh khắc lúc này, bọn hắn đã ngửi thấy mùi vị tử vong nồng đậm, thánh tượng băng thiên tràng, tóc gáy toàn thân Tấn Mục đều dựng ngược lên, hắn đồng dạng cũng có thể cảm nhận được sự lợi hại của sát chiêu này của Lâm Động, lập tức không dám bình thản nữa, trực tiếp thi triển ra vũ kỹ mạnh nhất, quang minh cự tượng cực lớn ngưng tụ thành, sau đó bao phủ lấy Tấn Mục, một loại khí thế dung chuyển thiên địa xông thẳng về phía đạo kim mang, không khí chấn động, không ai ngờ rằng chiến đấu nhanh như vậy đã đến hồi gay cấn, ngay cả đám người Ma Thiết, Hải Sa, khóe mắt vừa liếc qua cũng không tự chủ được run lên, ầm, va chạm kinh thiên động địa rốt cuộc dưới từng ánh mắt nhìn chăm chú ầm ầm vào nhau, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy kim quang trong nháy mắt thu nhỏ lại, phảng phất như toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ lại trên thanh trường thương kim sắc, kim thân chi thể, phá, tiếng quát trầm thấp vang lên, trường thương lóe lên kim quang rực rỡ, giống như xé rách cả màn đêm, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, kim quang vô cùng rực rỡ bùng nổ, kim quang tuôn tràn ra, trong nháy mắt khiến quang minh cự tượng sụp đổ. Phụt, quang minh cự tượng trong chốc lát bị xé rách, Ma Thiết ở phía sau nhìn thấy kim quang đột nhiên bành trướng thì trong mắt rốt cuộc cũng dâng lên vẻ sợ hãi nồng đậm, quang minh cự tượng rực rỡ dưới kim quang lại trở nên yếu ớt như đậu hũ vậy. Kim thương xẹt qua, cự tượng lập tức sụp đổ, mà lúc cự tượng sụp đổ, Tấn Mục ẩn nấp ở bên trong, đối mặt với thương phong sắc bén đến cực điểm thì vẻ mặt cũng dâng lên một tia kinh hãi, mặc dù lần trước đã giao thủ, Tấn Mục cũng rất rõ lực chiến đấu của Lâm Động rất mạnh mẽ, cho nên lần giao thủ này hắn hầu như không chút lưu thủ, vừa ra tay đã xuất toàn lực, trong mắt hắn, Lâm Động sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì vũ khí cường đại mà thôi, chỉ cần hắn không thi triển loại vũ khí cường đại này, ra thì Lâm Động căn bản không thể nào chống lại hắn. Đương nhiên, sự thật cuối cùng khiến Tấn Mục hiểu rõ, suy nghĩ này của hắn quả thật là quá ngây thơ, Lâm Động gần như chỉ dựa vào cốt thương trong tay, không cần thi triển vũ khí đại hoang nhân thiên chỉ, thì kết quả cuối cùng vẫn có thể đánh nát thánh tượng băng thiên tràng của Tấn Mục hết sức dễ dàng. Vũ khí luyện thể tiểu nhất bản kim thân, rốt cuộc cũng dần dần hiển lộ uy lực của nó. Suy, dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lẽo, kình đạo của kim thương trong tay không giảm, hung hăng đâm về phía Tấn Mục, kình phong vũ động, sát khí đằng đằng, quang minh huyền tráo. Tấn Mục lúc này cũng cảm nhận được mùi vị tử vong nồng đậm, hắn biết rõ nếu như để công kích này của Lâm Động đánh lên người thì hôm nay cho dù không chết cũng bị lột ra. Trong mắt lập tức xẹt qua một tia hung ác, thân hình chấn động, nguyên lực trong cơ thể gần như không hề giữ lại mà tuôn tràn ra dữ dội. Sau đó tại trước mặt hình thành một màn hào quang cực kỳ dày đặc, tại trên màn hào quang, ánh sáng dập dờn, có một loại cảm giác chắc chắn khiến người khác an tâm, mà lúc màn hào quang ngưng tụ thành, thì kim thương giống như một con kim long lao thẳng đến, sau đó dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú hung hăng đện lên trên màn hào quang run rẩy kịch liệt, từng đạo vết nứt lan ra với tốc độ kinh người, mà Tấn Mục ở bên trong thì sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, chỉ ngắn ngủi vài ngày mà sức chiến đấu của Lâm Động lại bỗng nhiên tăng mạnh như vậy. Bạo, một tiếng lạnh như băng từ trong miệng Lâm Động phát ra, màn ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, kình phong mạnh mẽ nện lên người Tấn Mục, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, còn thân hình cũng giống như diều đứt dây bắn ngược ra ngoài, nhìn Tấn Mục thổ huyết chật vật bắn ra, khu vực này lập tức bạo phát ra từng trận tiếng xôn xao, từng đạo ánh mắt kinh dị nhìn về phía thân ảnh của Lâm Động, mặc dù mọi người ở đây cũng từng nghe qua chuyện ngày đó Lâm Động và Tấn Mục giao thủ tại Dương Thành, nhưng lúc ấy dù sao cũng chưa phân ra thắng bại, nhưng một màn bây giờ đã khiến bọn hắn hiểu rõ giữa hai người, đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Đám người Ma Thiết đang cùng dây dưa với bốn người Hải Sa đồng dạng cũng, bởi vì một màn này mà trong lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt chợt biến ảo, vốn trong mắt bọn hắn, cho dù Lâm Động có thể sánh ngang với cường giả bán bộ niết bàn, thì cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Tấn Mục, nhưng tình huống bây giờ thì lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Giữa không trung, ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn Tấn Mục thổ huyết, sát ý trong mắt không hề yếu bớt, chuyện tốt tối hôm nay khiến hắn cũng không chỉ muốn đả thương Tấn Mục như vậy, mà là muốn chính thức đem mối tai họa này giải quyết, lần trước hắn đã nhẫn nại, cho nên mới dẫn đến tai họa bất ngờ như tối nay, nếu còn giữ hắn lại thì nói không chừng sau này sẽ dẫn đến phiền toái khác, mà với tính cách của Lâm Động thì chắc chắn không thể nào chấp nhận, cho nên, đang lúc thân hình Tấn Mục nhanh chóng thối lui, thì thân hình của hắn lại lần nữa phóng đi, vừa nhoáng lên thì đã xuất hiện trước mặt Tấn Mục, khí tức đang nhộn nhạo, mũi thương sắc bén trong tay xé rách màn đêm, hung hăng đâm về phía ngực Tấn Mục. Lâm Động, ngươi dám! Tấn Mục cũng bị hành động này của Lâm Động dọa giật nảy mình, chợt quát, tiếng quát của hắn vừa mới thốt lên thì kình phong sắc bén đã đến trước mặt, để lại trên mặt hắn một đạo vết máu. Lúc này Hoàn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Lâm Động không ngờ lại thật sự có ý định hạ sát thủ. Hỏa linh y, uy hiếp từ sự tử vong bao phủ trong lòng Tấn Mục, chỉ có điều hắn dù sao cũng là cường giả bán bộ niết bàn, tâm thần khẽ động đã xuất ra linh bảo nội giáp của mình, lập tức một vòng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt tràn ra, chỉ có điều, lúc này đây hắn vẫn còn xem thường tốc độ công kích của Lâm Động, dựa vào thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn có tiểu niết bàn kim thân, lực chiến đấu của Lâm Động đã tăng lên mấy thành, bởi vậy còn không đợi đoàn ánh sáng màu đỏ hoàn toàn ngưng thực, thì một tia kim mang giống như thiểm điện liền xuyên thủng, cuối cùng hung hăng đện vào ngực Tấn Mục, thanh âm mũi thương đâm vào thịt lặng lẽ phát ra, khiến cho những ánh mắt tại khu vực này trong khoảnh khắc liền trở nên tĩnh lặng. Kim mang bao bọc lấy cốt thương đâm vào lồng ngực Tấn Mục, sau đó xuyên ra phía sau, máu tươi như suối phun ra, mà thân hình Tấn Mục lúc này cũng trở nên cứng ngắc. Kiếp sau, có chủ ý xấu thì trước hết phải nghĩ đến hậu quả. Ánh mắt Lâm Động hờ hững nhìn máu tươi từ trong miệng Tấn Mục không ngừng tuôn ra, cốt thương trong tay hung hăng vung lên, Tấn Mục lập tức đổ gục xuống đất, mơ hồ có thanh âm xương cốt đứt gãy phát ra. Vốn khu vực này đang huyên náo chợt trở nên tĩnh lặng, từng tia ánh mắt nhìn thấy Tấn Mục sau vài cái giãy giụa thì hoàn toàn cứng ngắc, không tự chủ được đều đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được Tấn Mục cứ như vậy chết đi, người này, sức chiến đấu thật mạnh mẽ, thủ đoạn thật ác độc, từng ánh mắt từ các hướng không hẹn mà cùng nhìn về phía một đạo thân ảnh giữa không trung. Lúc này, vốn một vài ánh mắt có chút thương hại và khinh thường lại lặng lẽ biến mất hoàn toàn. Tấn Mục đã chết, đồng dạng cũng khiến cho hai bên đang đánh nhau hơi dừng lại. Đám người Ma Thiết nhìn thi thể của Tấn Mục, nuốt từng ngụm nước bọt, chấn động trong nội tâm khó có thể nói rõ, mà bốn người Hải Sa nhìn thấy một màn này thì sắc mặt lại biến ảo liên tục. Một lát sau, ngoại trừ Hải Sa ra, ba người còn lại đột nhiên thối lui, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Động nói: vị bằng hữu kia, chuyện lúc trước chúng ta cũng không động vào đến nửa ngón tay, việc này chúng ta không xen vào nữa. Lời này của bọn hắn vừa thốt ra, lập tức tỏ rõ lập trường, Tấn Mục đã chết, nếu còn tiếp tục vì hắn mà dốc sức liều mạng thì hiển nhiên không có ý nghĩa. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, không có khả năng vì một Tấn Mục đã chết mà lại đi đắc tội với một Lâm Động, có sức chiến đấu kinh người. Mà nghe thấy lời này của bọn hắn, sắc mặt của Hải Sa vốn âm trầm lại càng trở nên khó coi. Hắn, chuyện lúc tối là do hắn và Tấn Mục chủ mưu, hơn nữa hắn còn chủ động ra tay dẫn dụ yêu thú tới, ba tên này có thể dừng tay rút lui, nhưng còn bọn hắn thì chỉ e có chút khó khăn. Sắc trời lúc này đã gần sáng, từng đạo ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống khiến cho toàn bộ sơn mạch đều trở nên mông lung. Lâm Động chân đạp giữa không trung, bàn tay siết chặt, một cỗ hấp lực liền đem túi càn khôn trong ngực Tấn Mục hút vào tay, sau đó mới chuyển đôi mắt hững hờ liếc nhìn ba kẻ đã thối lui, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên thân thể Hải Sa. Lâm Động, ngươi còn muốn gì? Nhìn thấy ánh mắt Lâm Động nhìn lại, da đầu Hải Sa thoáng có chút run lên. Thực lực của hắn và Tấn Mục tương đương, Lâm Động có năng lực chảm sát Tấn Mục, như vậy đồng nghĩa là cũng có cơ hội giết chết hắn. Tình huống này khiến trong lòng Hải Sa đột nhiên có chút hối hận, nếu sớm biết Lâm Động hung hãn như vậy thì hắn đã không cùng một nhóm với tên Tấn Mục này, chỉ có điều lúc này, hối hận dường như đã muộn, nhưng bất kể thế nào đi nữa, trước mặt nhiều người đứng nhìn như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên cường, xuống dưới cùng hắn đi. Âm thanh của Lâm Động rất bình thản, tâm tình không có chút thay đổi, đối với tên Hải Sa này, hắn cũng vô cùng chán ghét, cho nên cũng không định lưu tình, thân hình khẽ động liền xuất hiện tại trên đầu Hải Sa. Cốt thương chấn động, kình phong cực kỳ sắc bén xé rách không khí, sau đó hung hăng đệm về phía đầu Hải Sa. Lâm Động, ngươi đừng quá phận. Nhìn thấy Lâm Động lại lần nữa mang theo sát khí mà đến, Hải Sa vẫn nộ quát, lập tức vội vàng chống đỡ, kim quang tuôn tràn ra. Lúc này, Hải Sa rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Tấn Mục lại nhanh chóng thất bại như vậy, đó là bởi vì thực lực của Lâm Động so với mấy ngày trước đã tăng lên không ít. Cốt thương của Lâm Động nặng nề nện xuống trường kiếm trong tay Hải Sa, lực lượng cuồng bạo giống như núi lửa phát ra, trực tiếp đem Hải Sa mạnh mẽ đẩy lùi mấy chục bước, cuối cùng hơi lảo đảo ổn định lại, thế nhưng sắc mặt thì lúc trắng lúc xanh, lộ vẻ xấu hổ và kinh hãi. Các phương nhân mã xung quanh nhìn thấy Lâm Động hung hãn như vậy thì trong lòng hơi run rẩy, sau đó đem kẻ trước mặt xếp vào loại nhân vật không thể trêu chọc. Đẳng cấp tên này mặc dù không cao, nhưng sức chiến đấu cùng với thủ đoạn có thù tất báo lại khiến lòng người lạnh lẽo. Kim quang trong mắt Lâm Động lưu chuyển, kim mang phía dưới làn da cũng lóe lên, thân hình khẽ động, công kích sắc bén lại lần nữa bắt đầu bao phủ lấy Hải Sa đã có chút không chống đỡ nổi, mà dưới công kích như vậy của Lâm Động, Hải Sa rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Chỉ có điều, ngay lúc một thương sắc bén giống như thiểm điện của Lâm Động đánh trúng chỗ hiểm thì một đạo kình phong khổng lồ đột nhiên từ phía xa bắn tới, một tiếng nổ lớn vang lên, mạnh mẽ đem Lâm Động đẩy lui mấy bước. Kình phong đột nhiên xuất hiện khiến ánh mắt Lâm Động hơi trầm xuống, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh nhẹ tựa như bông đang theo gió mà đến, âm thanh nhàn nhạt chậm rãi vang truyền khắp khu vực này. Vị bằng hữu kia, làm việc gì cũng nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau, mong rằng nể mặt Vương Triều Lăng Vân mà bỏ qua việc này. Vương Triều Lăng Vân, đang lúc thanh âm bình thản vang vọng khắp không trung, sắc mặt không ít người đều hơi đổi, chợt ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Hải Sa, đó là một gã nam tử mặc áo trắng, bộ dáng tuấn tú, trên quần áo có hoa văn giống như đám mây, trên gương mặt mang theo nụ cười bình thản như không, người này bất luận là khí chất hay bộ dáng đều không tệ, đương nhiên, khiến người ta kiêng kỵ không phải là những thứ này, mà là trong lúc thân ảnh này xuất hiện, chỉ tùy tiện giơ tay nhấc chân mà đã tản mát ra một cỗ ba động vô cùng cường đại, ba động như vậy so với cường giả bán bộ niết bàn, như Hải Sa thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đồng tử Lâm Động cũng bởi vì sự xuất hiện của người này mà có chút co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nam tử áo trắng trước mặt này. Lâm Động, người này là Lăng Trí của Vương Triều Lăng Vân, nghe nói chỉ cần gom đủ niết bàn đan là có thể chính thức trùng kích niết bàn cảnh, hơn nữa thực lực của Vương Triều Lăng Vân gần như có thể cùng so sánh với một vài vương triều cao cấp, đắc tội không được. Ma Thiết đồng dạng cũng bởi vì sự xuất hiện của người này mà sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, sau đó đến gần Lâm Động, thấp giọng nói, vẻ mặt Lâm Động không chút biểu tình. Hắn đồng dạng cũng biết rõ sự cường đại của Vương Triều Lăng Vân, nhưng điều này cũng không thể khiến người khác cảm thấy kính sợ như vậy được. Thực lực của Lăng Trí này quả thật không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là cường giả niết bàn cảnh chân chính, nếu như muốn động thủ thì Lâm Động cũng không hề sợ hắn chút nào. Lăng Trí huynh. Hải Sa nhìn thấy Lăng Trí xuất hiện, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng, nhưng còn không đợi hắn nói gì thì Lăng Trí liền hơi phất phất tay áo, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn về phía Lâm Động, mỉm cười nói, vị bằng hữu này, chuyện tối nay, Hải Sa quả thật có chút không phải, chỉ có điều dù sao đi nữa thì Tấn Mục mới là chủ mưu, hôm nay ngươi đã giết hắn thì có lẽ cơn tức giận này cũng đã trút ra rồi, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, có được không? Âm thanh của Lăng Trí cũng xem như bình thản, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy thực lực của Lâm Động, tuy nhiên thực lực của Vương Triều Lăng Vân hắn lại mạnh hơn, Lâm Động trước mắt này cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn, nhưng hắn không muốn vô duyên vô cớ tạo nên một địch nhân, đặc biệt là ngay tại lúc này, cho nên, nếu như không phải nhớ lại tình giao hảo lúc trước giữa hắn và Hải Sa, thì có lẽ hắn cũng không ra mặt. Những người xung quanh nghe thấy Lăng Trí nói lời này thì đều có chút kinh ngạc, thanh danh của Vương Triều Lăng Vân bọn hắn hiển nhiên cũng từng nghe nói qua, nhưng không ngờ rằng ngữ khí của người kia lại có thể ôn hòa như vậy. Sắc mặt Hải Sa ngược lại vì lời nói của Lăng Trí mà có chút thay đổi, hắn còn tưởng rằng Lăng Trí xuất hiện sẽ lấy lại mặt mũi cho hắn, chỉ có điều nghe thấy lời này, có lẽ Lăng Trí cũng không muốn trở mặt với Lâm Động, như thế khiến hắn có chút thất vọng, chỉ có điều tâm tình này hắn cũng không dám thể hiện ra mặt mà thôi. Lâm Động hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc nhìn vẻ hòa khí của Lăng Trí, hắn còn tưởng người này hiện thân sẽ ra tay vì Hải Sa, cho nên khi nghe thấy lời này của gã, sắc mặt của hắn cũng hơi hòa hoãn lại, mặc dù hắn không sợ Lăng Trí, nhưng dù sao thì sau lưng hắn vẫn còn một Vương Triều Lăng Vân, tại thời điểm này đắc tội với một địch nhân như vậy, cũng không phải là chuyện mà hắn muốn nhìn thấy, lập tức hơi có chút trầm ngâm, sau đó nói, nếu như Vương Triều Lăng Vân đã ra mặt, không thể không để mặt được, chuyện tối nay coi như bỏ qua, chỉ có điều lời này cũng phải nói trước, nếu như còn có lần sau nữa, có lẽ, lời nói của hắn còn chưa dứt, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hải Sa đã hơi có chút lạnh lẽo, khiến cho mọi người đều hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, Hải Sa đồng dạng cũng nghe ra, sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng có chút không cam tâm, chuyện bị trước mặt mọi người uy hiếp như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải, chỉ có điều không cam lòng thì không cam lòng, việc Tấn Mục bị Lâm Động trảm sát lúc trước đã giáng vào Hải Sa một đòn nặng nề, bởi vậy mặc dù biết rõ đẳng cấp của Lâm Động thấp hơn hắn, nhưng nhất thời cũng không dám biểu lộ địch ý, ha ha, tối nay xem ra có trò hay, Lăng Trí, xem ra mặt mũi của ngươi cũng không lớn như trong tưởng tượng, đang lúc Hải Sa không cam lòng, đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên. Sau đó ánh mắt mọi người liền chuyển về phía một đạo thân ảnh lướt đến, đó là Liễu Nguyên của Vương Triều Đại Nguyên, chật chật, không ngờ người này cũng bị hấp dẫn đến, trước đông đảo ánh mắt của mọi người, lúc thân ảnh lướt tới lập tức bộc phát ra những tiếng xôn xao bàn luận, ai cũng biết rằng hai đại vương triều mạnh nhất trong Dương Thành, chính là Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên, ánh mắt của Lâm Động cũng nhìn về nam tử trước mặt được gọi là Liễu Nguyên, người này lưng hùm vai gấu, dáng người cực kỳ cường tráng, hai tay to như bàn tay gấu, khiến người ta có một loại cảm giác áp bức cực kỳ mãnh liệt, mặt khác, từ ba động như ẩn như hiện từ trong cơ thể tràn ra, hiển nhiên cũng giống như Lăng Trí vậy, gom đủ số lượng niết bàn đan liền có thể trùng kích niết bàn cảnh, ánh mắt của Lăng Trí nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Nguyên, với tâm cơ của hắn tự nhiên có thể nghe ra được ý châm ngòi bên trong của tên này, hai bên ngày thường luôn đối đầu nhau, bọn người kia hiển nhiên luôn ước gì Vương Triều Lăng Vân, bọn hắn đắc tội với một đối thủ khó giải quyết nào đó ở đây, đương nhiên, nếu như hắn thật sự theo ý nguyện của Liễu Nguyên, thì có lẽ hắn đã không còn gọi là Lăng Trí nữa rồi, Liễu Nguyên, chuyện này không cần ngươi xen vào nói những lời vô dụng như vậy, tiếng nói vừa dứt, Lăng Trí quay đầu về phía Lâm Động ôm quyền, sau đó liền xoay người rời đi, tuy nhiên Lâm Động nói chuyện không nể mặt cũng khiến trong lòng hắn có chút khó chịu, dù sao đi nữa thì Vương Triều Lăng Vân tại Dương Thành cũng đứng trong hàng ngũ hàng đầu, lúc thường, hắn nếu như muốn nói gì thì những vương triều đều sẽ không tiếc mà phụ họa theo, loại thái độ giống như Lâm Động ngược lại rất ít khi gặp phải, chỉ có điều, chút ít khó chịu này, với tâm cơ của Lăng Trí thì đương nhiên cũng không để lộ ra, hừ, tiểu tử này có là gì mà đại sư huynh hà tất phải khách khí với hắn như vậy, đúng vậy, Vương Triều Lăng Vân chúng ta ra mặt, không khiến hắn chịu nhận lỗi cũng không tệ rồi, không ngờ lại còn dám nói lời như vậy, mà lúc Lăng Trí xoay người đi ra một khoảng thì những cường giả Vương Triều Lăng Vân, đến cùng Lăng Trí thì lại nhịn không được nói, tại Dương Thành này, có ai mà không nể mặt bọn hắn, rất nhiều vương triều còn phải xem sắc mặt bọn hắn mà làm việc, thế nhưng thái độ của Lâm Động, tối nay lại khiến trong lòng của bọn hắn có chút căm ghét, thực lực của Lâm Động này chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể trảm sát cường giả bán bộ niết bàn, các ngươi có thể làm được không? Lăng Trí bước chân nhẹ nhàng, đối với những lời của thủ hạ, hai mắt hơi híp lại, chợt thản nhiên nói, nghe vậy, những người không cam lòng nhất thời ngẩn ra, đối mặt với năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn đuổi giết, hơn nữa còn xâm nhập vào yêu triều mà toàn mạng trở ra, các ngươi có thể làm được không? Mọi người lại lần nữa ngây ngốc, sắc mặt vốn kiêu ngạo cũng bớt đi rất nhiều, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, những chuyện này, bọn hắn căn bản không thể làm được, nhưng như vậy cũng không đủ để tiểu tử kia trước mặt đại sư huynh kiêu ngạo như vậy, sau khi trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng có người lên tiếng, loại người làm việc như vậy đều là những kẻ có tư cách đó, hắn ở trước mặt ta cũng không kính sợ như những người khác, không gì khác ngoài hai loại nguyên nhân, một là ngu xuẩn, hai là hắn có át chủ bài để không cần phải e ngại ta và Vương Triều Lăng Vân. Lăng Trí thả lỏng hai tay phía sau lưng, chậm rãi nói, mọi người lại lần nữa khẽ giật mình, nguyên nhân thứ nhất bọn hắn tất nhiên sẽ loại trừ, buồn cười, người làm chuyện mà ngay cả bọn hắn cũng không làm được, nếu như nói hắn là kẻ ngu xuẩn, vậy bọn hắn là cái gì, nếu đã như vậy thì chỉ còn nguyên nhân cuối cùng, nghĩ đến đây, trong mắt bọn họ không khỏi có chút kinh dị và hoài nghi, thật sự khó có thể tưởng tượng được, một tiểu tử đến từ một vương triều hạ cấp, lại có thể có át chủ bài để không phải e ngại Vương Triều Lăng Vân bọn hắn, nhìn bóng lưng đám người Lăng Trí rời đi, Lâm Động cũng thu hồi ánh mắt, nhìn những đạo ánh mắt ngạc nhiên xung quanh, hắn biết rằng, thời gian tiếp theo ắt sẽ không có người đến đắc tội bọn hắn nữa. Ha ha, vị bằng hữu này lúc tối thật nổi bật, tại hạ Liễu Nguyên, đến từ Vương Triều Đại Nguyên, ánh mắt Liễu Nguyên cũng lướt qua Lâm Động, chợt ôm quyền cười nói, Lâm Động cười. Hắn biết rõ, bất luận là Vương Triều Lăng Vân hay Vương Triều Đại Nguyên, thì cũng đều là những thế lực cực kỳ cường đại trong Dương Thành, có lẽ mình cũng không có tư cách cu yên biết bọn hắn, chỉ có điều chuyện tối nay, hiển nhiên cũng đã khiến cho hai thế lực lớn bắt đầu nhìn lại, mà từ trong vẻ tươi cười của Liễu Nguyên, Lâm Động cũng có thể nhìn ra một chút ý định kết giao, bất luận tại nơi nào, thực lực cường đại luôn là quan trọng nhất. Trong thời gian tiếp theo, Liễu Nguyên lại cùng Lâm Động nói chuyện nhiệt tình một phen, sau đó mới cười cáo từ, hắc hắc, Lâm Động huynh, lần này thanh danh ngươi lớn rồi, ngay cả Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên đều nhìn ngươi với ánh mắt khác. Nhìn thấy Liễu Nguyên rời đi, Ma Thiết ở một bên cực kỳ hâm mộ nói, Lâm Động cười, đối với việc này trái lại cũng không có thái độ mừng rỡ đắc ý. Hai đại vương triều này, trong mắt đám người Ma Thiết có lẽ cực kỳ mạnh mẽ không thể đối chọi, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là không tệ mà thôi, cho nên đối với Lăng Trí và Liễu Nguyên, hắn cũng không có cảm thấy được sùng ái mà kinh sợ, chuẩn bị lại một chút đi, sau khi trời sáng chúng ta vẫn phải lên đường đấy. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, bất chi bất giác phân lượng trong lời nói của Lâm Động đã trở nên nặng hơn, cho nên nghe thấy lời của hắn, bọn người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền đều gật đầu cười, trong mơ hồ, trọng tâm của vòng tròn phẳng phất như đã chuyển từ trên người Ma Thiết về phía Lâm Động, mà đối với biến hóa nho nhỏ này, Ma Thiết bề ngoài thô trắng nhưng nội tâm cẩn mật cũng đã phát hiện ra, chỉ có điều hắn ngược lại cũng không có cảm giác gì, bởi vì bất luận là thực lực hay khả năng quyết đoán mà Lâm Động bày ra tối nay, đều khiến hắn xứng đáng nhận được địa vị đó. Huyết chiến cả đêm, rốt cuộc thì ánh bình minh cũng đã xé tan màn đêm, chiếu rọi cả vùng đất, cũng tuyên cáo kết thúc trận đại chiến. Nhìn yêu thú ngổn ngang cùng mùi máu tươi nồng đậm, không ít người đều có cảm giác sống sót sau đại nạn, loại cảm giác này sắp tới sẽ bị lãng quên, bởi vì bọn hắn biết rõ, hôm nay bọn hắn sẽ đến Lôi Nham Cốc ẩn chứa trọng bảo, chỉ cần có thể từ bên trong đó lấy được một kiện bảo bối, có lẽ mọi mạo hiểm đều cực kỳ có giá trị. Ánh mặt trời ôn hòa từ phía chân trời phủ xuống, chiếu rọi cả sơn mạch khổng lồ, mà dưới ánh mặt trời này, mơ hồ có đủ loại tiếng ồn ào huyên náo truyền ra, nhìn kỹ, lại liền có thể nhìn thấy rất nhiều đội ngũ đang dùng một loại tốc độ cực nhanh xẹt qua, trong sơn mạch, tiến vào trong sâu bên trong sơn mạch, trận hình lớn như vậy hiển nhiên là những đội ngũ tại Dương Thành, mặc dù sau khi trải qua một đêm huyết chiến, với yêu triều đã khiến nhân số giảm so với hôm qua rất nhiều, nhưng vẫn còn lại rất nhiều vương triều, phần lớn đều có thực lực không tệ, cho nên thanh thế như vậy so với lúc trước cũng không kém. Đội ngũ của đoàn người Lâm Động hiển nhiên cũng trà trộn vào trong đó, bọn hắn cũng không đi trước, mà luôn chọn một vị trí ở giữa ổn thỏa nhất, chăm chú theo sát đám đông, mà phần lớn người mặc dù đã trải qua thế công của yêu triều, thế nhưng trên đường đi, càng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch Lôi Nham thì yêu thú xuất hiện lại càng lợi hại, cho nên đoạn đường này ngược lại cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, yêu thú từ bốn phương tám hướng xông đến cũng mang theo không ít phiền toái. Lâm Động cưỡi trên lưng hổ của Tiểu Viêm, đám người Ma Thiết giống như chúng tinh ủng nguyện đi theo bên cạnh, trong mắt những cường giả Vương Triều Thiên Thiết hiện nay đã không còn chút khinh thường nào nữa, thay vào đó là sự kính sợ nồng đậm và khâm phục. Hành động đêm qua của Lâm Động xem như đã hoàn chinh phục bọn hắn. Lâm Động huynh, dựa theo tốc độ của chúng ta, khả năng khoảng xế chiều sẽ đến Lôi Nham Cốc. Ma Thiết cười cười nói, vẻ mặt của hắn tràn ngập nụ cười. Trên đoạn đường này, không ít ánh mắt xung quanh cực kỳ hâm mộ phóng tới, phảng phất như là hâm mộ bọn hắn tìm được đồng bọn có thực lực mạnh mẽ vậy, mà đối với loại ánh mắt này, Ma Thiết hiển nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì trong số này có không ít vương triều lúc trước có vài phần ân oán với hắn. Lâm Động cũng gật đầu nhẹ nhẹ, chỉ có điều ánh mắt của hắn lại không nhìn về phía trước, ngược lại đảo về phía sau. Đêm qua ngoài ý muốn phát hiện ra nhóm thế lực thần bí kia khiến hắn hiểu rằng, hành trình đến Lôi Nham Cốc, lần này chắc chắn sẽ không trôi qua một cách dễ dàng được. Đội ngũ tại Dương Thành tuy nhiều, nhưng lại chia rẽ, từng người tự chiến, khó đạt hiệu quả cao. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải chỉ có Lâm Động mới biết, rất nhiều người đều hiểu rõ, chỉ có điều hiểu là một chuyện, mà muốn giải quyết thì lại là chuyện khác. Vương triều trong Dương Thành đông đảo, mặc dù không có vương triều cao cấp, nhưng vương triều trung cấp thì cũng tương đối nhiều, bọn hắn đều là nhân vật thiên tài trong vương triều của mình, ai cũng muốn vung tay chỉ huy, muốn khiến bọn hắn cúi đầu nghe lệnh hiển nhiên là chuyện không thể nào, thậm chí, ngay cả Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên cũng không thể làm được, loại nhân lực chia rẽ này, nếu như quả thật gặp vương triều cao cấp, chỉ e sẽ trở thành cục diện tan rã, thậm chí nói không chừng, chỉ cần cường giả niết bàn cảnh của đối phương vừa lộ mặt, thì liền có thể khiến rất nhiều vương triều sợ đến rụt cổ rồi, mà Lâm Động muốn tại trước mặt nhiều thế lực cường đại đang nhìn chằm chằm, mà đoạt được thiên phù linh thụ cùng với viễn cổ bí thược thì quả thật là không phải là chuyện đơn giản, bảo vật này cũng không dễ đoạt. Lâm Động ngửa mặt lên trời nhẹ thở ra một hơi, trong lòng thầm lẩm bẩm. Đội ngũ tại Dương Thành rất nhanh tiến về phía Lôi Nham Cốc, ở phía sau bọn hắn xa xa, rất nhiều đội ngũ cũng lặng lẽ xẹt qua. So với đội hình rối loạn của đội ngũ tại Dương Thành, bọn hắn giống như đã từng được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, rất ăn ý, không thể nghi ngờ là chênh lệch cực lớn. Mà tại trung tâm của đám người này, một gã nam tử áo đen đứng chắp tay, mái tóc đen phiêu động, lộ vẻ tiêu sái. Cước bộ của hắn xẹt qua giữa không trung, không có thứ gì giúp đỡ, phảng phất như cưỡi gió mà đi. So sánh với những người khác, phải thỉnh thoảng mượn cây lớn để phóng đi thì không thể nghi ngờ là tiêu sái hơn rất nhiều. Mà nếu như Lâm Động ở đây thì chắc chắn sẽ phát hiện ra người này. Nam tử áo đen này chính là cường giả niết bàn cảnh mà tối qua hắn nhìn thấy, mà hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn cũng là Lôi Nham Cốc. Đại sư huynh, chúng ta đã phát hiện tung tích của Vương Triều Huyền Băng. Lúc đội ngũ đang phóng đi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nam tử áo đen, thanh âm cung kính nói, quả nhiên đã đến rồi sao? Nghe thấy vậy, cặp mày của nam tử áo đen khẽ nhướng lên, chợt cười nhạt nói, bọn người kia không ngờ lại tranh giành với chúng ta. Bây giờ tất cả các đại vương triều đều vội vàng tìm kiếm các loại bảo tàng ở chiến trường viễn cổ, trong khoảng thời gian này bọn người kia lại theo chúng ta lâu như vậy, lần này thật vất vả mới gặp được một bảo tàng, lại còn phải chia cho bọn chúng một chén canh, quả thật khó chịu. Một người bên cạnh nam tử áo đen lên tiếng, đại sư huynh, muốn quấy rầy bọn chúng một chút không? Không cần, lần này cuộc tranh giành tại Lôi Nham Cốc quy mô không nhỏ, những đội ngũ tại Dương Thành mặc dù chia rẽ, nhưng dù sao cũng có chút lực chiến đấu. Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên đều có cường giả không tệ tọa chấn, dựa vào thực lực của chúng ta, lực chấn nhiếp có lẽ sẽ không đủ, đến lúc đó vẫn phải cùng liên thủ với Vương Triều Huyền Băng, trước hết đem những đội ngũ tại Dương Thành đuổi đi, sau đó mới có thể yên tĩnh tầm bảo. Nam tử áo đen bình thản nói, những đội ngũ tại Dương Thành chắc rằng cũng chỉ có Lăng Trí của Vương Triều Lăng Vân, cùng với Liễu Nguyên của Vương Triều Đại Nguyên còn đáng để mắt, những người khác thì không chịu nổi một kích, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, ai biết trong đó có thể có nhân vật ẩn giấu hay không, đi vòng hướng khác thôi, phải đến Lôi Nham Cốc trước bọn chúng. Lời nói của nam tử áo đen vừa dứt thì cũng không nói gì thêm nữa, cánh tay vung lên, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, những thân ảnh xung quanh cũng vội vàng theo sát, mà lúc đám người bọn hắn rời đi không lâu, một cây đại thụ tại đây hơi có chút chập chờn, một đạo thân ảnh uyển chuyển thoáng hiện ra, đôi mắt xinh đẹp lười biếng nhìn về phía trước một chút, sau đó cặp môi đỏ mọng khẽ mím lại, mỉm cười, thật là có ý tứ, không ngờ nơi này cũng xuất hiện một cái viễn cổ bí thượng. Theo phần đông người tiến vào, sơn mạch Lôi Nham cũng có chút dấu hiệu núi rung đất chuyển, không ít yêu thú cũng bị kinh động khiến cho các đội ngũ tại Dương Thành bị ăn quả đắng không ít, chỉ có điều cũng may là càng lúc bọn hắn càng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch Lôi Nham, đặc biệt là khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, đội ngũ dày đặc rốt cuộc cũng dừng bước, từng đạo ánh mắt nóng bỏng và tham lam gắt gao nhìn về phía khe núi phía trước, tại phía sau khe núi là những ngọn núi gập ghềnh hiểm trở, ngọn núi cao chót vót, xuyên thẳng mây xanh, mà giữa rất nhiều ngọn núi đan xen lại có một đạo khe nứt cực kỳ khổng lồ, bên trong mơ hồ có sương mù dày đặc tràn ngập ra, thậm chí trong sương mù mơ hồ có tiếng sấm vang lên, cực kỳ quái dị, mà đạo khe nứt này kéo dài thành một cái sơn cốc, chính là mục đích chuyến đi của đám người Lâm Động lần này, Lôi Nham Cốc, nơi ẩn chứa viễn cổ bí thượng. Nhìn Lôi Nham Cốc rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt, những người trăm phương ngàn khổ đến đây lập tức phát ra tiếng hoan hô, toàn bộ đều lộ vẻ kích động. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, sắc mặt ngược lại không có chút dao động, bởi vì hắn biết rõ lúc đến Lôi Nham Cốc thì cuộc tranh giành chỉ mới bắt đầu mà thôi, tiếp theo có lẽ mới là chính sự. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua những ngọn núi hiểm trở, một lát sau, ánh mắt hơi có chút ngưng tụ, trong mơ hồ hắn dường như đã nhận ra một vài khí tức ba động. Chúng ta lùi ra đằng sau, Lâm Động nghiêng đầu, nói khẽ với đám người Ma Thiết, vẻ mặt cũng đồng dạng đang kích động. Nghe thấy lời của hắn, đám người Ma Thiết hiển nhiên cũng ngơ ngác một chút, liếc nhìn nhau một cái, nhưng đều công nhận thực lực của Lâm Động nên cả bọn cuối cùng vẫn gật đầu. Ầm ầm ầm, đội ngũ Dương Thành vui mừng lúc này đã nhanh chóng lao vào khe núi, vẻ mặt tràn ngập hưng phấn phóng về phía Lôi Nham Cốc. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần xông vào thì bọn hắn chắc chắn có thể kiếm được một chén canh, mà đến lúc những khó khăn gian này đều xem như được hồi báo. Mà dẫn đầu đám đông xông vào chính là Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên. Đối với loại vị trí này của bọn hắn, mọi người ngược lại cũng không dám nghi vấn, bất kể thế nào thì thực lực bọn họ cũng quá rõ ràng. Đoàn người Lâm Động đi ở vị trí cuối cùng, mà càng lúc càng tiếp cận Lôi Nham Cốc, cặp mày của Lâm Động càng nhíu chặt, loại ba động này càng lúc càng rõ ràng hơn, xông vào, mà phía trước đám người Lăng Trí và Liễu Nguyên, chỉ còn cách Lôi Nham Cốc mấy trăm trượng thì vẻ mặt đều tràn ngập vẻ hưng phấn. Lâm Động ở phía sau thì đồng tử đột nhiên co rụt lại, đột nhiên trong chớp mắt, không khí trên bầu trời đột nhiên nổ tung, một đạo hàn mang sắc bén khổng lồ hơn trăm trượng đột nhiên phóng xuống với một loại tốc độ kinh người, hung hăng nện tại phía trước đoàn người của Dương Thành hơn 10 trượng, lập tức mặt đất run rẩy, một đạo khe nứt kéo dài hơn trăm trượng mạnh mẽ tách ra. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, đội ngũ của Dương Thành liền trở nên hỗn loạn. Lăng Trí và Liễu Nguyên dẫn đầu nhìn khe nứt khổng lồ thì đồng tử cũng co rụt lại, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Không biết là cao nhân phương nào ngăn trở, xin mời lộ diện. Lăng Trí ngẩng đầu, trầm giọng quát, từ nơi nào đến thì trở về nơi đó, ở đây không phải là nơi mà các ngươi có thể đến. Ngay lúc tiếng quát của Lăng Trí vừa dứt thì một đạo thanh âm cũng chậm rãi vang vọng khắp bầu trời, mà lúc đạo thanh âm này vừa dứt, bầu không khí vốn hỗn loạn cũng liền trở nên tĩnh lặng. Sau đó mọi người liền trông thấy một đạo thân ảnh đạp gió mà đến, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh đạp gió mà đứng cũng không cố ý thúc giục khí thế, nhưng một cỗ ba động khiến lòng người kinh hãi lại lặng lẽ tràn ra. Cường giả Niết Bàn cảnh cảm nhận được loại ba động cường đại này, sắc mặt Lăng Trí và Liễu Nguyên trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Một đạo thân ảnh lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, quanh người hắn hàn khí dâng trào, phảng phất như nhiệt độ trong thiên địa cũng theo đó mà giảm xuống. Mà loại ba động này so với bán bộ Niết Bàn thì không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều kịch biến. Bọn hắn đều rõ, có thể đạt được loại khí tức này thì chắc chắn đã chính thức bước chân vào cảnh giới Niết Bàn cảnh thực lực biến thái. Phía trước đội ngũ của Dương Thành, sắc mặt Liễu Nguyên và Lăng Trí có chút âm trầm mà khó coi nhìn chằm chằm đạo thân ảnh tràn ngập hàn khí kia. Chuyện mà trong lòng bọn hắn không muốn gặp nhất rốt cuộc vẫn xuất hiện, lần tranh giành viễn cổ bí thượng này quả nhiên đã hấp dẫn một vài nhân vật phiền toái đến. Không biết vị bằng hữu này đến từ vương triều nào, Lôi Nham Cốc là vật vô chủ, đội ngũ tại Dương Thành chúng ta vất vả khổ cực mới đến được nơi này, hành vi của ngươi như vậy có phải là hơi quá phận không? Mở miệng đầu tiên là Liễu Nguyên, Vương Triều Đại Nguyên của hắn dù sao cũng đứng trong hàng ngũ vương triều cao cấp, mặc dù hiện nay có chút xuống dốc, nhưng ngạo khí trong lòng vẫn tồn tại như trước, cho nên lúc nghe thấy lời nói muốn trục xuất bọn họ của đạo thân ảnh kia thì cũng không nhịn được lên tiếng. Vương Triều Huyền Băng, Hoa Vân, các ngươi có lẽ đã nghe nói qua. Đạo thân ảnh kia cười nhạt một tiếng đáp, Vương Triều Huyền Băng. Trong đội ngũ tại Dương Thành lập tức trở nên ồn ào, trong mắt không ít người đều tràn ngập vẻ sợ hãi nồng đậm, có lẽ đã từng nghe qua vương triều cao cấp cường đại này, thật là xui xẻo, quả nhiên có vương triều cao cấp nhìn chúng nơi này. Vẻ mặt Ma Thiết âm trầm nhìn một màn này, rất không cam lòng nói. Tại xung quanh bọn hắn, vẻ mặt đám người Đường Tuyên cũng ảm đạm, nếu như lần này chỉ có loại thế lực như Vương Triều Đại Nguyên, với năng lực của bọn họ, mặc dù không thể nào đạt được bảo bối tốt nhất, nhưng có lẽ cũng có chút thu hoạch, nhưng bây giờ gặp phải vương triều cao cấp, có lẽ có được một chút nước canh cũng là vấn đề rồi. Dù sao thì những vương triều trung cấp bọn họ nếu như so sánh với vương triều cao cấp thì chênh lệch thật sự quá lớn, chỉ dựa vào nhóm cường giả của ngươi, ta có Niết Bàn cảnh, đã đủ khiến bọn họ chấn động đến mức không dám có chút mơ tưởng gì. Rồi, cặp mày của Lâm Động đồng dạng cũng hơi nhíu lại, bởi vì hắn biết đội ngũ mà hắn gặp đêm qua cũng không phải là Vương Triều Huyền Băng, như vậy, từ góc độ của hắn, Lôi Nham Cốc này đã có thêm hai vương triều cao cấp rồi, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là bên ngoài, không ai biết tại bên trong Lôi Nham Cốc và những ngọn núi hiểm trở xung quanh, còn cường giả của vương triều thần bí nào chưa lộ diện hay không? Xem ra, lực hấp dẫn của viễn cổ bí thược quả rất lớn. Phía trước, Liễu Nguyên và Lăng Trí liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy một loại mùi vị khó giải quyết. Vương Triều Huyền Băng bọn hắn hiển nhiên đã từng nghe nói qua, chính là vương triều cao cấp hàng thật giá thật, hơn nữa, bọn hắn còn có cường giả Niết Bàn cảnh chân chính tọa trấn, mặc dù chỉ mạnh hơn bọn hắn một bậc, nhưng thật sự thì lại mạnh hơn rất nhiều. Ngươi là Liễu Nguyên của Vương Triều Đại Nguyên à? Nếu như bây giờ ngươi thành công tiến vào Niết Bàn cảnh, thì có lẽ còn có tư cách nói với ta như vậy. Ngoài ra, Vương Triều Đại Nguyên các ngươi cũng không phải là lần đầu tham gia Bách Triều đại chiến, như vậy các ngươi có lẽ rất rõ quy tắc tại nơi này, bảo vật không phải là do người có duyên sở hữu, mà là người có thực lực sở hữu. Hoa Vân giữa không trung nhìn xuống đám đông ồn ào, đội ngũ tại Dương Thành ở bên dưới mặc dù không ít, nhưng lại bị khí thế của một mình hắn áp bách đến nỗi ngay cả thở dốc cũng có chút khó khăn. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hàn khí vô tận, cứ như vậy nhìn chằm chằm Liễu Nguyên, thản nhiên nói. Nghe vậy, nắm tay trong tay áo Liễu Nguyên cũng không nhịn được mà siết chặt. Vị bằng hữu kia, mặc dù phía sau ngươi có một vương triều cao cấp, nhưng nếu đội ngũ của Dương Thành chúng ta liên kết lại, thì có lẽ các ngươi cũng không chống đỡ được. Lăng Trí trầm giọng nói. Mặc dù hắn cũng biết rằng đội ngũ tại Dương Thành đều là từng người tự chiến, nhưng lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng lôi tấm da hổ này ra hù dọa mà thôi. Giữa không trung, Hoa Vân giống như nghe thấy một chuyện cực kỳ buồn cười. Bàn tay vung lên, rất nhiều thanh âm xé gió tại phía sau truyền đến, một lượng lớn người mặc áo trắng xông đến, sau đó xuất hiện ở sau lưng Hoa Vân, từng đạo nguyên lực ba động hùng hậu mà lạnh lẽo khuếch tán ra, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua Lôi Nham Cốc, khiến cho rất nhiều đội ngũ tại Dương Thành đều như cảm thấy ở trong hầm băng. Nhìn khí thế kinh người của đội ngũ Vương Triều Huyền Băng, đồng tử của Liễu Nguyên và Lăng Trí cũng hơi co lại, từ trong khí tức của bọn chúng, bọn hắn nhận ra ít nhất có không dưới 10 cỗ khí tức đạt đến bán bộ niết bàn, hơn nữa, những khí tức này vô cùng ngưng luyện và hùng hậu, hiển nhiên mỗi người đều có nội tình hùng hậu, chỉ vừa ra mặt, sự cường hoành của Vương Triều cao cấp liền triển lộ không thể nghi ngờ, phóng mắt khắp toàn bộ đội ngũ tại Dương Thành đều không có ai có thể so sánh cùng, mà khi nhìn thấy trận hình của Vương Triều Huyền Băng, sắc mặt một số người trong đám đội ngũ của Dương Thành đều có chút kinh hoàng, thấy vậy, Lâm Động âm thầm thở dài, quả nhiên là chia rẽ, mặc dù thực lực bọn hắn kém hơn so với Vương Triều Huyền Băng, nhưng nếu như có thể liên thủ lại thì Vương Triều Huyền Băng cũng sẽ cực kỳ đau đầu, cuối cùng không thể không thỏa hiệp được, các vị, Vương Triều cao cấp tuy cường đại, nhưng đội ngũ của chúng ta tại Dương Thành, vì Lôi Nham Cốc này mà phải vất vả như thế nào, chúng ta một đường đến đây, trải qua yêu triều, tổn thất bao nhiêu huynh đệ đồng bạn, hôm nay thấy Lôi Nham Cốc trước mắt liền có thể tiến vào, chẳng lẽ các ngươi lại cam tâm làm kẻ nhu nhược buông tha nó? Liễu Nguyên hiển nhiên cũng nhận ra điều này, chợt xoay người lại, tiếng quát chói tai giống như tiếng sấm vang rền bên tai mỗi người, hắn biết rằng nếu như đội ngũ tại Dương Thành này tản đi, thì bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi tư cách chống lại Vương Triều cao cấp, các ngươi đều đến từ tất cả các vương triều, có cam lòng không? Tu luyện võ đạo cũng phải luyện tâm tính, người mềm yếu thì cả đời cũng không thể trở thành cường giả chân chính được. Nghe thấy tiếng quát của Liễu Nguyên, ngay cả Lâm Động cũng nhịn không được nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tên này, thoạt nhìn giống như Tinh Tinh lại có thể nói ra những lời mang tính kích động như vậy, mà hiển nhiên, lời này của hắn có hiệu quả cũng không tệ, ít nhất những người kinh hoàng cũng dần dần đình chỉ hỗn loạn, ánh mắt lóe lên, Hoa Vân giữa không trung nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút nheo lại, bất kể như thế nào, đội ngũ của chúng ta tại Dương Thành đều nhiều hơn xa bọn hắn, các ngươi không cần sợ cường giả nhất bàn cảnh, đến lúc đó ta cùng với Lăng Trí sẽ đồng loạt xuất thủ ngăn hắn lại, chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy còn không địch lại bọn chúng? Liễu Nguyên liền nhân cơ hội rèn sát khi còn đang nóng, lại quát lên, hắn hiểu rằng những người này sợ Hoa Vân nhất, cho nên đành phải chủ động đứng ra, đem Hoa Vân giao cho bản thân mình và Lăng Trí, hai người bọn hắn đều sắp bước vào cường giả nhất bàn cảnh, nếu như liên thủ thì trái lại có thể cùng dây dưa với Hoa Vân. Lời này vừa phát ra, tảng đá lớn đè nặng trong lòng những đội ngũ đang rối loạn của Dương Thành cũng liền được đặt xuống, ánh mắt lóe lên, cuối cùng trở nên kiên định, đúng, chúng ta nhiều người, cũng không nhất định phải sợ bọn chúng ta đã chết hơn 10 đồng bạn, lúc này mới đến đây, làm sao có thể dễ dàng trở về như vậy được, bọn chúng muốn ngăn cản thì hãy liều mạng với bọn chúng. Nhìn những đội ngũ Dương Thành kích động phẫn nộ, Liễu Nguyên và Lăng Trí đều thở phào một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hoa Vân, trầm giọng nói, Hoa Vân, Vương Triều Huyền Băng các người quả thật rất mạnh, nhưng làm việc không thể bá đạo như vậy được, Liễu Nguyên, ngươi hẳn cho rằng đem đám ô hợp tại Dương Thành, liên kết lại có thể chống lại ta sao? Hoa Vân khẽ cười một tiếng, ánh mắt có chút trêu tức, chợt thản nhiên nói, Ô Mặc, ngươi còn đợi tới khi nào? Ha ha, Hoa Vân, ta đã nói rồi, chỉ dựa vào Vương Triều Huyền Băng ngươi thì cũng không đủ để chấn nhiếp bọn chúng đâu. Ngay lúc thanh âm của Hoa Vân vừa dứt, một tiếng cười lớn trên một đỉnh núi phía sau màn vân vụ truyền ra, tiếp đó có rất nhiều thanh âm xé gió phát ra, lúc này, từng đạo thân ảnh mặc hắc y liền lần lượt xuất hiện trước Lôi Nham Cốc, mà khiến cho sắc mặt những đội ngũ tại Dương Thành đều kịch biến, đó là một đạo thân ảnh áo đen đạp gió mà đến, cuối cùng đứng song song với Hoa Vân, một cỗ khí tức ba động cường hãn tới cực điểm tràn ra, khiến cho sắc mặt của nhiều người lập tức trở nên tái nhợt, là một vương triều cao cấp, là một cường giả nhất bàn cảnh, Vương Triều Đại Ô. Ô Mặc nhìn thấy hai đại vương triều và các cường giả vừa xuất hiện, ngay cả trên mặt Liễu Nguyên và Lăng Trí cũng dâng lên một cảm giác cay đắng, bọn hắn có thể ngăn cản một cường giả nhất bàn cảnh, nhưng đối mặt với hai người thì bọn hắn hiển nhiên không có năng lực đó. Lâm Động nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen vừa xuất hiện, trong lòng thở dài, quả nhiên đã xuất hiện, nhóm người này chính là những kẻ đêm qua mà hắn nhìn thấy. Liễu Nguyên, bây giờ các ngươi còn muốn nói gì nữa, có rời đi không, hay muốn luận bàn một chút nữa? Hoa Vân nhìn về phía hai người Liễu Nguyên, cười nhạt nói, áp lực từ hai đại vương triều cao cấp, cho dù đội ngũ Dương Thành có thật sự liên hợp thì chỉ e cũng có chút khó có thể chống đỡ, dù sao đi nữa, hai cường giả nhất bàn cảnh cũng đã mang đến cho bọn họ sự chấn nhiếp quá lớn, quả thật là quá mạnh mẽ. Đội ngũ Dương Thành liền rơi vào trầm mặc, dũng khí vừa mới bùng lên lại có xu hướng tan rã thành từng mảnh trước sự xuất hiện của Vương Triều Đại Ô, đây cũng không phải là do bọn hắn không có can đảm, mà thực lực của đối phương quả thật quá mạnh mẽ. Tại phía trước, ánh mắt Lăng Trí biến đổi liên tục, sau đó nhìn về phía Liễu Nguyên, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Liễu Nguyên cũng á khẩu không biết nói gì, một lát sau mới nói, nếu như có người có thể ngăn cản được một tên cường giả nhất bàn cảnh của đối phương, ngược lại có thể liều mạng. Nghe vậy, Lăng Trí không nhịn được khóe miệng có chút run rẩy, bọn hắn chính là những đội ngũ mạnh nhất trong Dương Thành, bọn hắn phải liên thủ lại mới có thể ngăn cản được một tên cường giả nhất bàn cảnh, ở đây còn có ai có bản lĩnh này? Liễu Nguyên thoáng trầm mặc một chút, chẳng biết tại sao ánh mắt của hắn đột nhiên lại nhìn về phía sau, xuyên qua đám người dày đặc, cuối cùng rơi tại trên người một đạo thân ảnh trẻ tuổi. Lăng Trí cũng bởi vì hành động này của hắn mà giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh đó, lúc này mới nhịn không được nói, ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào hắn? Liễu Nguyên không nói gì, hắn bây giờ đồng dạng cũng không có biện pháp gì xử lý, giống như một người khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử vậy, với tư cách tạm thời là người dẫn đầu đội ngũ tại Dương Thành, ánh mắt của hai người bọn hắn lập tức khiến nhiều người nhìn theo, thậm chí ngay cả Hoa Vân và Ô Mặc giữa không trung cũng có chút kinh ngạc nhìn theo, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người đạo thân ảnh trẻ tuổi, trong nhất thời, không khí phảng phất như cũng ngưng động lại vậy. Đến đây mình xin kết thúc tập này, nếu hay, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh Và đừng quên đóng góp những ý kiến của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.